một chút nấu ăn, một chút về chăm lo gia đình, một chút thôi chứ còn em cũng không đòi hỏi lắm. Tại vì chia sẻ lẫn nhau thì tốt hơn. Rồi nói chuyện nói chung là chuẩn, không phải chuẩn gì nhưng mà không có tào lao xí đế vậy đó. Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ bắt đầu mình giới thiệu về lý lịch của mình đi ha. Lớn lên cho bạn bên kia nghe nha. Dạ, mình tên là Đỗ Văn Tướng, năm nay 30 tuổi. Hiện đang làm về kinh doanh quảng cáo in ấn và thiết kế. Làm tướng hả? Ba em đặt thế. 30 tuổi. Dạ, 30 tuổi. Quê ở đâu tướng? Dạ, quê em ở Quảng Ngãi gì. Mà chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng gia đình được trên 10 năm. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, em kính chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và anh bên kia bức màn. Em tên là Bích Tuyền, em 29 tuổi, đang là nhân viên xuất nhập khẩu. Quê em là ở Bình Dương. Mình giới thiệu một xíu về bản thân mình đi. Hơi dữ. Wow. Hơi hung dữ. Nhưng mà bị cái là lại rất là hay nhạy cảm. Ví dụ như em cãi không được là em khóc nhè. Tháo vát, nấu ăn ngon. Với lại em ăn hoài không mập. Cho nên là em nghĩ là cái anh đó là phải cố gắng nhiều để nuôi em mập. Oh. Được không? Nói với bạn ấy đi. Dạ sẽ cố gắng. Cố gắng. Cố gắng nè ha. 30 tuổi rồi mà ngồi ở vị trí này, tức là đang ế, thì nhiều người lại không tin, đúng không? Dạ. Với hình dáng của bạn, với công việc của bạn ổn định như vậy, tại sao mình không tìm được người bạn gái ở ngay cơ quan mình làm việc chẳng hạn? Lúc trước thì năm 25 tuổi mình như một đứa con nít vậy đó. Thì khi gặp người phụ nữ thì mình chưa cảm thấy yêu. Đôi lúc công việc cuốn hút mình hơn nhiều. Bạn làm việc quá không có thời gian đi tìm một nửa yêu thương của mình đúng không? Dạ, tại vì cơ hội đi tìm nó ít lắm. Rồi, đây là cơ hội, cố gắng lên nha. Tình trường của em thì sao nè? Dạ, thì em cũng trải qua được hai mối tình. Một mối tình hồi cấp 3 là cũng rung động đầu đời. Rồi một mối tình khi đi làm cũng đã chia tay cũng được hơn 2 năm rồi chị. Lý do tại sao? Dạ thì do cái anh bạn đó cũng không có thật lòng á, và không có chung thủy cho nên em chọn ra đi. Bây giờ bạn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình á thì bạn đó phải cao to, 1m7 trở lên, thì để em có cảm giác là em sẽ được bảo bọc che chở và có thể dựa dẫm vào anh ấy. Về tính cách á cần khoảng 4 chữ T: thông minh, tinh tế, tháo vát và thật lòng. Dạ, còn và tránh tứ đổ tường, đó là cờ bạc, gái gú, rượu chè và hút chích. Có bác sĩ chích cho ảnh thì được, chứ ảnh đừng có tự chích. Tướng thấy tình hình có ổn định không? Dạ ổn. Được không? Tứ đổ tường có không? Dạ, em sẽ tránh xa những cái đó vì một cái mục đích cao cả hơn. Vậy là anh đã từng có hả anh? Tức nghĩa là thời tuổi trẻ là mình đã từng trải qua những cái gì mà hiếu kỳ. Trời ơi, giờ cũng trẻ, anh nói gì tuổi trẻ sẽ nghe sợ ghê luôn vậy đó mình... Giờ cũng trẻ. Mình đã trải qua rồi thì mình tránh đi, không bao giờ lặp lại được. Cho nên cái điều đó em thấy cái đó là điểm mạnh, mình thấy mình mừng cho mình. Vậy là anh là không hút thuốc luôn phải không? Anh không hút thuốc, rượu bia thì anh không, chỉ có làm hai lon thôi. Được không em? Dạ được. Còn cái tiêu chuẩn 4T anh được nhiêu phần trăm? Nếu như mình chê mình thì không được, nhưng mà nếu như mình khen thì khoảng 90% đi. Tùy theo một cách mỗi người nhìn nhận nữa. Rồi trong mọi tình huống nữa. Nhưng mà mình cảm thấy mình chịu khó làm, mình hiểu cái đối phương nói gì và mình chia sẻ được thì mình nghĩ chắc chắn mình cũng được một phần khá tốt. Em hiểu 80% đó rồi. Còn em thì em muốn tìm người phụ nữ thế nào? Biết một chút nấu ăn, một chút về chăm lo gia đình, một chút thôi chứ còn em cũng không đòi hỏi lắm. Tại vì chia sẻ lẫn nhau thì tốt hơn. Rồi nói chuyện nói chung là chuẩn, không phải chuẩn gì nhưng mà không có tào lao xí đế vậy đó. Nãy giờ bạn thấy bên kia nói chuyện sao, có tào lao xí đế không? Mình cảm nhận là chưa, nhưng mà không biết có bộc lộ không. Rồi để hồi nói nha. Rồi, anh thôi, hình thể thế nào? Hình thể là 1m55 trở lên, đừng cao quá. Dạ em có 53 mà em mang guốc cỡ một tấc nữa là chắc 63 rồi đó anh. Nhưng mà nhìn sao sẽ được là được rồi. Còn gì nữa không anh? Cũng tâm lý một xíu, nhã nhặn, chứ đừng có mà tay chân nhanh hơn não. Tay chân nhanh hơn não là tức nghĩa là khi mình nói ra những gì lát nữa mình suy nghĩ lại thì mình thấy mình sai. Cho nên là trước nó sai nó lại tính... có gì đâu. Nó lại thì nó lộn. Hết chưa anh? Dạ cũng đã đỡ rồi. Nè ha. Để xem nào. Dạ, chào anh Quyền Linh. Nãy giờ em nghe
bên đàn trai nói như vậy, em thấy cảm nhận anh này là một người như thế nào? Dạ em nghĩ là anh đó là hơi khó tính. Em có sợ người chồng mình kỹ tính hay không? Em thì cũng vốn kỹ tính rồi, nhưng mà ngày xưa em đi xem bói á, thì thầy bói nói là em phải lấy người chồng kỹ hơn em, là em cũng hơi hoảng cái chuyện đó. Vậy đây đúng rồi đó. Dạ chắc là được tới rồi đó anh. Tới rồi đó hả? Dạ. Em có thích người chồng mình là đẹp trai không? Em nghĩ là bề ngoài sáng sủa là được rồi, không hô không hối. Dạ không, tại vì bình thường á người ta nói là em là cũng tráng hơi cao, là cũng hơi ương ngạnh rồi, mà em nghĩ mà kiếm một cái người hối nữa mà chắc là về đẻ con chắc nó dồ dữ lắm, cho nên em nghĩ là nói chung bình cộng là được rồi anh. Mày cũng hồ dữ lắm, hối dữ lắm luôn. Tứ đổ tường, lăng nhăng, hô hối. Dạ chị. Rồi chào anh. Trời mặt vậy mà sao nói chuyện nghe khó quá, em sợ luôn á trời. Cười rất tươi, đều hô, hơi hói hô thôi. Hô quá thì hô vậy sao được. Mà sao khó dữ vậy anh? Gia đình mình có kỹ tính lắm không? Dạ không, gia đình em không kỹ tính bằng em. Chuyện hôn nhân là phần sự cả đời. Đôi lúc mình kỹ tính một xíu nhưng mà sau này mình không có bị lỡ, bị hố. Người ta nói là người vợ mình cưới về là mình phải yêu thương, chứ không phải là hôm nay thấy thích cưới là cưới. Đúng rồi. Nên mình phải chia ly xíu để sau này mình còn từ hâu nữa. Được. Trong quá. Tài cái nào. Rồi. Chứ tự nhiên mình thích cái mình cưới về xong mai mình không thích nữa. Đúng rồi. Lắm. Phải tìm hiểu cho nó kỹ. Mình không phải là người thích thay áo. Đúng rồi. Cho nên á, mình tính chia ly xíu để sau này những cái tật xấu mình có thể bỏ qua được. Đúng rồi. Cái mẫu người lý tưởng của anh có cụ thể có giống ai không? Điềm đạm như Nhã Phương thì mình có. Ủa Nhã Phương điềm đạm lắm hả anh? Cái đó em hỏi Trường Giang á. Vậy sau này tiền bạc kinh tế trong gia đình nếu lấy nhau thì ai sẽ là người quản lý? Cái chuyện đó là chuyện hai bên. Em có thể giữ được, anh tin tưởng em sẽ giao hết cho em. Ừ. Em thích cho em cho. Đó là anh gì đã tin thích tưởng. À, cho ai cho? Thì tiền hai vợ chồng phải xây dựng hạnh phúc chứ. Thì mình đã tin tưởng rồi. Giờ mình cho người nhà không cho ai đâu sợ. Cho người nhà. Rồi mình đã tin tưởng rồi thì em cứ cho. Nhưng mà em cho với mức độ vừa phải, cái hành động em cho thôi. Thôi. Cặp này lát để tự nói chuyện với nhau đi, mệt quá. Em gái đi với ai vậy em gái? À, dạ em đi với chị cấp trên và các bạn đồng nghiệp. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Và các bạn trong trường quay. Nói về Tuyền á, thì nếu mà chưa có hiểu á, có thể thấy là bạn hơi khó. Nhưng mà khi mà đã hiểu rồi á, thì bạn cũng rất là tình cảm, sống vì gia đình nhiều. Thì bạn nam bên đây cũng khá là điềm đạm, là một người kỹ tính. À, có thể hợp với lại là Tuyền. Rồi cảm ơn chị. Bạn đi với ai bạn tướng? Dạ hôm nay em đi với anh Bắc và em gái. Em gái trước đi ha. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Thì anh của em á, thì em biết là anh nói chung là không có hút thuốc nè, rượu chè cờ bạc thì cũng không có luôn. Rất là có trách nhiệm với bản thân của mình, nên anh khó tính như vậy thì em nghĩ là rất là tốt. Chị bên đây rất là dễ thương, mặc đồ rất là đẹp. Cảm ơn em. Thì nếu mà hôm nay hai người đã có duyên gặp nhau á, thì biết đâu sẽ có duyên vợ chồng. Rồi, cảm ơn em. Rồi, thời khắc quan trọng đã đến, cho cặp khó này gặp nhau. Kéo màn. Chúng ta còn 2 phút để gặp gỡ, trò chuyện. Rồi, mời các bạn. Cảm ơn. Rồi các bạn cứ thoải mái bày tỏ quan điểm của mình đi. Dạ anh đang ở khu vực nào anh? Bình Tân. Bình Tân gần ở Tư An Sương. Dạ em thì quận 8 cũng cách Bình Tân không xa. Ví dụ như tại vì anh thích là cái bạn nào điềm đạm rồi giống Nhã Phương. Rồi mà em thì lâu lâu cũng hay lôi nhôi, mà bây giờ em cũng hay giỡn mà có khi giỡn quá mức á, thì lúc đó anh có chịu chấp nhận không? Anh sợ em giận thôi. Dạ. Chứ còn em thích giận kiểu gì cũng được. Anh không phải là tính chi ly kỹ lưỡng, nhưng mà mình sống mình lớn, cho nên là khi cái hành động của mình nó ra thì nó nên hợp nhau hơn. Hiểu nhau là chính. Thường thì ví dụ như anh giận thì anh giận trong bao lâu? Anh giận nhanh lắm. Bởi vì cái giận nó chả được gì cả. Dạ. Nó không có mang lại kinh tế gì cả, mà mang lại phiền não cho anh thôi. Dạ. Cho nên là anh nói với em rút kinh nghiệm, sau này em đừng làm như thế. Cuộc sống gia đình là trên hết, thì anh cũng nhìn thấy em là một người rất là dễ thương. Dạ. Bạn đồ rất là đẹp, có một cái thu hút. Mình nên cho cơ hội nhau hẹn hò nhiều hơn, rút ngắn lại khoảng cách một xíu để mà anh hiểu em nhiều hơn. Thì em thấy là cũng tim cũng có cảm giác với người đối diện. Anh có thích đi du lịch không anh? Có, du lịch là điểm mạnh của anh. Dạ. Anh rảnh khi nào là anh đi du lịch khi đó. Dạ đúng, em cũng rất thích đi du lịch. Công việc mà có bị stress quá thì em lại thích đi du lịch ngay những cái thời điểm đó.
Thì em hy vọng là người đi cùng với em sẽ là người đi suốt cả cuộc đời với em luôn. Em yên tâm, nếu như một ngày nào đó hai ta là của nhau thì anh, em thích đi đâu anh dẫn anh chiều hết đúng không? Chiều hết. Tại vì anh là một người chụp ảnh, anh thích chụp những cảnh đẹp, nhất là chụp những người thân của mình. Chắc bỏ việc đi quá. Em cũng thích chụp ảnh, thường em cũng chưa tìm được cái người nào có thể chụp hình có tâm giống như em, cho nên em rất là hy vọng đó là anh. Dạ. Vậy thì hai ta cùng nhau chụp ảnh. Hai người để tay vào nút bấm đi. Chúng ta đang đến những giây phút hết sức là quan trọng nha các bạn. Bây giờ mình nói chuyện có thể để hiểu nhau hơn. Các bạn đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với những thành viên gia đình, với bạn bè của mình. Cái nhấn nút hết sức là quan trọng. Chúng ta... Cái nút này nó nhạy quá. Nhưng mà em cũng bấm chưa? Không, em bấm rồi. Thôi, hai mình đi xuống cho rồi chứ hai mình đứng đây làm chi nữa anh? Tình yêu không thể nói trước được, cho dù giông bão nó cứ tới là nó tới. Không cần phân tích đúng sai. Đây là một cái cuộc trò chuyện khá căng thẳng nhưng mà kết thúc rất là nhanh. Thôi vậy được rồi. Nắm tay đi hai bạn. Làm luôn đi chứ đợi nhắc nhở gì nữa. Mình lớn hết rồi ha. Quyết định do mình hết. Nãy nói rút ngắn thời gian gì đó rút luôn đi. Chứ anh còn muốn gì nữa? Hôn bạn gái cho đi. À. Tụi trẻ giờ yêu chớp nhoáng quá. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Tới đó xem phim để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn, cảm giác những cái giây phút lãng mạn bên nhau. Chúc các bạn hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Rilet và viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Dạ, và... em cũng cảm ơn anh Quyền Linh, chị Cát Tường và ban biên tập chương trình và tất cả các khán giả đã ủng hộ cho hai đứa em ngày hôm nay. Rồi. Rồi, mời hai bạn. Vậy mai mốt lấy vợ về ai giữ tiền? Bản thân em là có tiền này ai giữ cũng được. Suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngày cho em đủ tiền uống cà phê, thì ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều là được. Chắc không? Và buổi tối dù lo bạn bè thì có thể... Hết chưa? Mình đi đâu đi miễn mình quản lý túi tiền được rồi đúng không? Cho 20% được rồi ha. Dạ. Đừng có năn nỉ xin thêm. Em nói thì 5% nữa chị. Nó miễn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chào Linh. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em chào anh bạn cùng chơi và chào các khán giả của truyền hình. Rồi, chào em. Em tên là Thanh Trà, em 28 tuổi, em làm cây sáng, em đến từ Đồng Tháp. Rồi, mời bạn nam. Chào anh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả, chào bạn cùng chơi. Mình tên Trương Quang Trung, đến từ Đồng Nai và hiện sống và làm việc tại Tân Phú. Bạn làm việc gì? Dạ, em là trưởng phòng thiết kế. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 33. Rồi, bạn nữ giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là... dễ thương, dịu dàng và dữ dội. Hả? Dễ thương, dịu dàng thì chị thấy đồng ý rồi đó. Còn dữ dội là dữ dội sao em? Dữ dội nó cũng xuất phát từ... trước đây em có một mối tình thời phổ thông. Từ quen được 5 năm rồi, tụi em chia tay cũng được 6 năm. Lý do chia tay là bạn em có bạn mới á. Thì lúc đó là sẽ... dữ dội nó nằm trong đó. Lúc đó là dữ dội luôn. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao 1m65 trở lên nhưng mà đừng có cao vời vợi là được. Bạn trai là phải chân thật và phải có lập trường, phải có kiên định và phải có hoài bão. Cũng không cần quá đẹp trai lắm, xấu xấu giống như anh Việt Linh là cũng được. Dạ. Em ơi, em cao được mét mấy em? Dạ 63 chị ơi. 63 được không em? Bớt 2 phần nha. Dạ được. Bây giờ em nghe bạn gái bên kia thông báo về tiêu chuẩn, em thấy mình được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ em thấy mình cũng được khoảng 75% á. 75% hả? Dạ. Em xấu được cỡ anh Quyền Linh không? Dạ không ạ. Em đẹp hơn. Đẹp hơn hả? Ồ. Em đẹp hơn anh được mấy mối tình rồi?
Nếu mà xem về tình cảm thì em chưa có mối tình chính thức nào hết anh. Chỉ có hai mối tình đơn phương với lại hai mối tình không chính thức thôi. Không chính thức là sao? Tức là hai người vẫn quen nhau nhưng mà không có xác định đó chị ơi. Lý do tại sao không đi đến đâu được? Em là mỗi người ham mê công việc á, cũng không có nhiều thời gian để mà hẹn hò với bạn gái. Ủa rồi giờ có thời gian để hẹn hò bạn gái chưa em? Dạ thật ra là bạn gái đó yêu cầu cao quá đó chị. Là một tuần em phải gặp phải 4-5 lần. Người ta yêu mình, người ta mới yêu cầu vậy chứ. Bây giờ em định tuần gặp mấy lần? Dạ em thì tuần là khoảng 3 lần, nếu mà em rảnh thì có thể hơn xíu nữa được. Chứ còn mà gặp nhiều quá thì nó ảnh hưởng tới công việc của em. Thôi cố gắng làm sao sắp xếp cho nó tốt. Bởi vì phụ nữ mình ta yêu mình, ta muốn yêu cầu gặp vậy nhiều vậy ha. Bây giờ bên kia đã đưa ra tiêu chuẩn rồi, em cũng tiếp tục đưa tiêu chuẩn đi. Bạn gái có thể cao 1m55 trở lên là được. Chị dễ thương, dễ nhìn là ok rồi. Anh nãy em nghe bạn bên đó nói là nghề kế toán, thì em cũng rất là thích. Ủa sao thích kế toán? Tính chất của em là công việc cũng thiên về kinh doanh xíu á chị. Chú tính toán đỡ chứ về tính chi li mệt lắm em. Vậy mai mốt lấy vợ về ai giữ tiền? Bản thân em là có tiền này ai giữ cũng được. Suy rồi. Nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngày cho em đủ tiền uống cà phê thì ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều là được. Chắc không? Và buổi tối dù lo bạn bè thì có thể. Hết chưa? Bạn bè mà tới thì em cho anh xin ít tiền anh đi nhậu với bạn cũng được. Trời ơi thương quá. Em thích điều này rồi đó anh. Cảm ơn. Chích cho anh 20% nha em. Dạ. Rồi bây giờ em thể hiện tài năng của em, mình thấy nãy giờ em cầm cái gì đó. Em có làm chương trình, em cũng tặng anh Quyền Linh Phương Tư Pháp. Gì á? Gì tặng anh bên kia không tặng tôi á? Dạ em ngưỡng mộ chị Cát Tường rất là nhiều nhưng mà em lại thích anh Quyền Linh hơn ạ. Hỏi chi mệt. Hồi nãy tôi mới bớt cho 2 phân chiều cao nha. Còn gặp nhau thì hãy cứ xây, xây tình xây nghĩa bấy lâu nay, xây thơ xây nhạc xây bè bạn quên cả không gian lẫn tháng ngày. Được, được. Anh sẽ qua bên kia để xem mặt bạn gái như thế nào nha. Anh qua thông báo cho em. Dạ. Để coi sao ha. Dạ. Dạ em chào anh Quyền Linh. Ôi dễ thương quá. Dạ. Dễ thương lắm. Tôi không có gã đâu, đừng có mơ. Em có yêu cầu gì không? Em thích gì với người bạn tương lai của mình? Cuộc sống vợ chồng thì cũng còn có nhiều điều chia sẻ. Chứ anh đừng có nội tâm cái gì cũng để trong lòng. Cũng phải cân đo giữa công việc và gia đình. Cái này khuyết điểm của anh bên kia, hồi nãy anh có nói rồi. Dạ. Thấy được á. Dạ. Chị Cát Tường, chị qua chị kiểm tra giúp em. Chị qua kiểm tra giúp em hả? Bây giờ là ảnh đi làm việc nhiều, không có nhiều thời gian dành cho em. Bây giờ em có ghen lắm không? Dạ không, không ghen. Miễn tiền về đủ hàng tháng là được hả chị? Mình đi đâu đi miễn mình quản lý túi tiền được rồi đúng không? Cho 20% được rồi ha. Dạ. Đừng có năn nỉ xin thêm. Mà nết thêm 5% nữa chị. Đó, miễn. Anh chào chị. Mét số 3 mình đặt. Thôi em nhìn chị em dễ thương. Quan trọng với tâm hồn, chiều cao đâu có quan trọng đâu em. Rồi lấy nhau về ở đâu? Dạ chắc là ở trọ, em chưa có nhà. Cũng được. Về ngoại hình á, mình có mong muốn người bạn gái mình như thế nào không? Trời cho làm sao thì chịu vậy. Trời nào mà cho em. Trời ơi dạ. Mình phải cố gắng chứ. Dạ chắc là nhờ chị. Không, chị không có dạ. Nhận lời nha. Bây giờ là đỡ người thân nè. Em nghe người thân em nói này nha. Mà được. Dạ có 500 anh em dưới. Trời 500 anh em đâu. Bây giờ mình đại diện phát biểu cái tôi coi coi. Em chào chị Quỳnh. Chị Quỳnh Linh. Chị chào em. Em chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người trong trường quay ạ. Trong quá trình em theo dõi thì em thấy bạn nữ rất là dễ thương. Tiêu chuẩn thì em thấy cũng tương đối là phù hợp với anh Trung. Anh Trung là một người là do từ nhỏ anh nó thiếu tình cảm của gia đình đó, nên là anh nó cần một người sống tình cảm, biết quan tâm và chia sẻ. Tính anh Trung thì rất là thật thà, siêng năng và sống tự lập, có hoài bão, cũng gần giống như cái tiêu chuẩn của bạn. Hy vọng là hai người cho nhau cơ hội để tìm hiểu sau này thêm. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em cũng đến với 501 anh em của em ngồi bên kia. Đâu rồi nhà gái mình đâu? Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Cái điều ấn tượng đầu tiên của Thủy dành cho bạn nam trên này là bạn cầm cái thư pháp để tặng cho anh Quyền Linh. Thủy nghĩ rằng nếu như Thanh Trà nhìn thấy thì Thanh Trà cũng sẽ rất ấn tượng bạn ở điểm này. Thanh Trà đang có 3 người em gái và nếu như hai bạn tìm hiểu nhau thì bạn có thể là nói ôi Trà ơi bây giờ anh muốn tiến tới hôn nhân trong vòng 1 năm. Nhưng mà Thanh Trà nói không được, bây giờ em phải nuôi 3 người em của em tới 3 năm nữa. Vậy thì bây giờ bạn có đồng ý
chờ Thanh Trà thêm 3 năm nữa và cùng Thanh Trà làm việc dạ, của Thanh Trà đã làm dở hay không? Em xin trả lời chị là nếu mà trong tình cảm đã xác định đến với nhau á thì thời gian nó không quan trọng nữa. Nhưng mà em đã quen một người thì em chỉ hết mình về người đó thôi. Miễn sao hai người vẫn sống vui vẻ với nhau và chân tình với nhau là được. Như về khỏe rồi đó. Bây giờ tự thân vận động đấy. Cái màn lên. Khoan anh. Hả? Em, em lên đây là bức thư pháp cũng muốn tặng cho bạn nữ nhưng mà em chưa viết câu cuối. Thì cho em xin viết một chữ. Rồi, em dạ. Viết luôn ha. Dạ, tôi coi với coi. Dạ. Hay là chút viết cho bạn gái coi luôn. Dạ gì cũng được. Ừ, chút có thể hiện cho bạn gái. Viết thư pháp nó phải có thế rồi. Là tôi qua đây vô duyên nữa đó. Về, mà về. Bà mai bà mối qua hoài, chỗ đàn ông trai qua hoài. Rồi, kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút gặp gỡ nhau nha. Nào. Quá dễ thương luôn. Em quá dễ thương và nhìn rất là phúc hậu. Ngoài dạ, có tình cảm. Còn mỗi người sống tình cảm. Anh cảm nhận được điều đó dạ. Tại vì bản thân anh cũng là một người sống tình cảm. Cái nhìn đầu tiên của anh thì anh cảm giác là anh với em có một cái gì đó nó giống nhau. Em có suy nghĩ gì về anh không? Em cũng có cái sự đồng cảm với anh. Lúc nãy em có nghe anh nói là anh rất là bận. Em có một việc gì đó mà phải nhờ anh sáng khi mà mình quen nhau. Anh chở em đi làm, chiều anh chở em về. Anh nói xuyên suốt như vậy thì anh có sắp xếp được không? Thật ra là nếu mà quý một tuần mà chở em đi như vậy thì công việc nó cũng ảnh hưởng á em. Bữa anh chở rồi bữa đó nào đó em đi đắp vai. Sau giờ làm anh cũng rất là muốn là chạy qua đón em đi ăn tối hoặc là đi uống cà phê. Dạ, em nói vậy thôi chứ em không có đại anh đâu. Anh này có vẻ rất thực tình nha. Cái gặp tôi nói chở nó. Tao nói đại đó. Có đi, còn cái chuyện chở được cái không tính sao. Thực tình, chính ra quá thực tình đấy. Hồi nãy anh có nói là viết một chữ thư pháp cuối cùng để anh tặng em. Nhờ anh Quyền Linh cho em mượn cái lưng của anh được không ạ? Tấm lưng như tấm phản, chỉ để dành viết thư pháp thôi. Hy sinh gì đàn em đi. Có gì đâu, viết đi em. Dạ. Nên nãy giờ chỉ để mượn cái lưng thôi đó anh à. Đấy. Đây tôi dịnh cho. Nói thì nói chứ phải giúp nhà trai chứ. Mai mốt còn có ăn đầu heo chứ. Wow, xuất sắc. Wow. Chữ gì em? Chữ này là chữ mộng. Có những lúc bên nhau chẳng trở thành thương nhớ. Đôi khi một lần gặp gỡ cũng làm lưu luyến ở trong tim. Mộng. Hãy bước tới tặng cô ấy. Tặng. Dạ em cảm ơn. Bây giờ anh muốn em nói bằng trái tim của mình đang suy nghĩ gì về cô gái ấy. Anh nhìn em là đã có cảm tình đầu tiên rồi. Nhưng mà hôm nay em mà không ấm nút thì anh rất là tiếc và rất là buồn. Rồi thôi, được rồi, thế được rồi. Rồi. Đôi khi đừng có tháo cái nút của ta ra nha. Chúng ta có 3 giây để quyết định. Quyền quyết định thuộc về các bạn. Đây là những giờ phút hết sức thiêng liêng và các bạn sẽ nhớ mãi giây phút này. Mời Cát Tường. 1 2 3. Hết thời gian. Sao nó không ăn. Quý vị nếu đứng phía sau thì phải thấy chàng trai cái tay cứ béo cứ bấm hoài. Sợ nó không ăn. Sợ nó không ăn. Nắm tay để cảm nhận buổi đầu tiên gặp mặt. Nắm tay đi. Thật ra anh Linh nói á, anh Linh nói là bạn trai này á là giống như là thô sơ nhưng mà thật sự là cảm nhận của một người phụ nữ á, thì em cảm thấy là bạn này rất là ấm áp và rất là tình cảm chứ không thô sơ miếng nào hết trơn á. Dạ. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên nhau. Đi. Dạ. Chưa yêu lần nào, chưa yêu lần nào. Mời bạn, thủ tục của chương trình. Thấy sao? Dạ, à, hồi hộp ạ. Hồi hộp hả? Dạ. Đây là chiếc vé xem phim từ hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Chúc các bạn sẽ có những buổi xem phim thật lãng mạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Và đây gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Centon. Rồi. Và đây máy nước nóng nhãn hiệu Atlantic trị giá 7 triệu đồng. Cảm ơn. Ôm quà thì ôm quà, nhớ nắm tay bạn gái. Để anh xem cái người phụ nữ bên đây khó tính cỡ nào. Đặc biệt lắm. Mà không có chàng trai nào mà cua được hết trơn. Chào em.
hơi khô khan, hơi khó khăn, hơi căng thẳng không em? Dạ, chị em mê trai đẹp lắm. Mà trai đẹp thì yêu nhau hết rồi, cho nên tới giờ chị vẫn ế. Mời Toàn. Toàn Nam, mời đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em rồi. Rồi, bây giờ chúng ta giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe, cùng cảm nhận nha. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Em là Lê Tuyết, năm nay 25 tuổi và đang là nhân viên thiết kế kiến trúc nội thất. Quê em ở đâu? Dạ, quê gốc của em là ở Thanh Hóa. Mời chàng trai. Dạ, xin chào anh Quyền Lâm và chị Cát Tường và xin chào các bạn khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thành Toàn, năm nay 29 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ, em là lập trình viên ạ, thiết kế và bảo trì website ạ. À, nhưng mà quê ở đâu? Dạ, quê em ở Khánh Hòa. Khánh Hòa, dạ. Bên kia ở Thanh Hóa, Hòa Hóa cũng được. Mình đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, chưa mối tình nào ạ. Hả? Chưa mối tình nào hết? Vâng. Trời đất ơi. Ủa rồi nhìn đi làm chung rồi, rồi những bạn đồng nghiệp của em bộ họ không thấy đường hả? Dạ không ạ, tại một phần cũng do em, tại em chưa có nghĩ tới chuyện tình yêu nhiều. Bây giờ mới bắt đầu đi tìm kiếm thì thấy cũng khá là khó trong cái việc giao tiếp, tại em khá là nhát. Em không tiếp xúc nhiều với mọi người. Không có sẹt điện với ai hết trơn luôn đó giờ hả? Dạ không. Rồi đó, này coi cũng... chừng coi lại nha. Lạ gì? Nguy hiểm quá. Ai phụ nữ là cũng muốn có người đàn ông để chăm sóc, để tâm sự, để đi chơi chứ. Em cũng không biết sao nữa nhưng mà em cứ thích độc lập một mình từ bé rồi nên cũng không có thể nào mà gọi là vượt mức tình yêu được. Nhưng bây giờ là thích chưa? Bây giờ muốn chưa? Dạ, chắc là muốn rồi ạ. Chà, đây cũng là một cô gái rất đặc biệt. Có vẻ bạn bên kia rất là rụt rè ha. Còn bạn bên đây rất là năng động. Này, nãy giờ nghe cười tím tím. Dạ, sao vậy nghe chưa có bạn trai khoái quá hả? Bạn bên trai bên đây có mấy mối tình rồi? Dạ, nhỏ lẻ thì đếm không hết ạ. Nhỏ lẻ thì không hết. Thì có nhiều lúc mình chơi bạn bè hoặc là mình mến người ta một chút nhưng mà chỉ là dừng lại mến một chút thôi. Rồi, như mối tình nào sâu đậm? À, mối tình sâu đậm nhất là mối tình sinh viên, là em quen từ sinh viên cho đến đi ra trường làm được 4 năm. Do gia đình bên đó gọi về nhà là hai đứa cách xa nhau quá mà cũng lo công việc chưa ổn định này nọ nên mình mới chia tay. Thôi, bây giờ mình bỏ qua chuyện đó đi. Em sẽ hỏi cô gái kia thử xem cô gái cần người đàn ông như thế nào? Tuyết ơi, cho mình hỏi là cái mẫu người bạn trai của bạn là phải như thế nào? Anh em đi, không có bạn bè gì đây hết trơn á. À, em ơi, cho anh hỏi mẫu người bạn trai của em như thế nào? À, cao, hơi mũm mĩm một xíu cũng được. Em thì ít nói nên là cần bên cạnh em nói nhiều hơn một chút là được. Bên đây đủ nói nhiều được đó. Cao, có cao luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Nói nhiều ạ. Em không thích con trai nói nhiều. Chỉ cần nói đủ em nhiều, nghe thôi đúng không? Nhiều chuyện nữa. Ở bên đó có nhiều chuyện không? Dạ không chị ơi. Vậy bên đó thích mẫu bạn gái như thế nào? Dạ biết nấu ăn chị. Dễ thương chị. Quá dễ thương. Mình không thích gì ở người phụ nữ. Ghen lung tung quá à. Bên đó có ghen không? Em không biết ạ. Ta chưa có yêu lần nào sao ta biết có ghen hay không? Không, mình phải thử nữa coi mình có người yêu mình ghen không chứ. Chuyện gì ghen được chắc là phải ghen rồi chứ. Nếu không ghen thì cũng mất mất thương vị rồi. Đúng rồi. Đến xem cái người phụ nữ bên đây khó tính cỡ nào. Đặc biệt lắm. Mà không có chàng trai nào mà cua được hết trơn. Chào em. Sao mà khó dữ vậy em? Em không biết nữa. Em ngại giao tiếp với đàn ông hay sao? Hay là có nỗi buồn nào mình hận đàn ông mà cần giải tỏa không? Dạ không, không không có nỗi buồn gì. Chưa có yêu ai đâu gì đâu hận. Một cái dấu ấn gì không tốt về người đàn ông á, có không? Dạ không. Chưa hôn lần nào luôn? Chưa. Em có tưởng tượng cái nụ hôn đầu tiên nó như thế nào không? Em chưa tưởng tượng bao giờ cả. Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Biệt ha. Hình như cô gái này lạnh lùng quá. Ai cũng nói như vậy ạ. Dễ thương quá mà, có khi nào em nằm đêm gác tay lên trán em suy nghĩ là tại sao mình như vậy không? Không. Cũng không luôn. Có bao giờ em suy nghĩ là em sẽ lấy chồng không? Có ạ. À, tưởng không nữa là mệt à. Có ai dám tỏ tình với em chưa? Dạ cũng nhiều ạ. Khi người ta tỏ tình với em câu gì là lãng mạn nhất em có nhớ không? À, câu là bây giờ tao thích mày rồi mày không thích tao nữa. Trời ơi, tỏ tình vậy chi? Sao được? Kỳ quá. Thí dụ như giờ có một người đàn ông tiến tới quỳ xuống chân em, nói rằng em ơi, anh không thể sống thiếu em được, thì em nghĩ sao? Hơi sến một xíu ạ. Hơi sến, vậy mà cũng chê nữa. Thí dụ như có người tặng em một bó hoa hồng và người ta nói rằng là anh không thể thiếu em trong cuộc đời được, thì em nghĩ sao? Đơn giản như vậy có vẻ là hay hơn ở việc quỳ chân xuống dưới nói đấy ạ. Rồi vậy anh hiểu rồi, anh sẽ nói anh bên đây đơn giản, qua gặp ôm hôn luôn. Bậy bậy.
tại là chưa hôn lần nào, phải từ từ chứ. Cô khi thích đơn giản vậy thôi. Em có cái điểm nào em không thích ở người con trai không? Không thích bạn trai để móng tay dài, tóc dài. Tại sao? Tại vì em thấy không có không có biết dùng gì từ gì nữa, nhưng mà không em có được sao? Không, dạ đúng rồi, không có thiện cảm. Hờn quá, đâu? Xòe dạ. Cái tay ra coi. Cũng không có gì ơi. Quá. Mừng quá ha. Dạ. Cô này cổ dễ thương lắm. Dạ. Có điều như anh Linh nói đó, hơi lạnh lùng. Mà không biết cổ làm sao nữa, cô không có xúc cảm gì với đàn ông hết trơn hết trọi á. Em nhắm em có chinh phục được cổ không? Dạ chắc được đó chị. Ráng nha. Dạ. Chị cũng mong em là mang đến nụ hôn đầu tiên cho cổ. Dạ. Thế em đã chuẩn bị gì cho cái máy ấm của mình sau này chưa? Dạ thì trước khi đến đây thì em cái vụ chiều trước 2-3 năm để dành tiền sẵn rồi chị. À trước đây 2-3 năm là để dành sẵn luôn rồi. Dạ. Ta có kế hoạch rõ ràng lắm rồi. Có ở dơ không? Dạ không gì. Thôi được rồi, cô này là của chuộng sạch sẽ, gọn gàng. Dạ. Chị thấy em là mọi thứ là ok hết rồi đó. Quá ổn. Mà không biết là cô này cũng có rung động hay không đây nè. Trời rồi. Ơi. Được lắm đó em, coi được thì lấy đi nha. Hỏi ý người thân coi ý kiến người thân thế nào. Đầu tiên tôi muốn hỏi bên đàn gái. Đàn gái sao khó quá. Em là gì của bạn gái ấy vậy? Dạ chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Em là em họ của chị. Hả? Tết ạ. Em có biết lý do tại sao mà bạn bên nó hơi khô khan, hơi khó khăn, hơi căng thẳng không em? Dạ chị em mê trai đẹp lắm. Mà trai đẹp thì yêu nhau hết rồi, cho nên tới giờ chị vẫn ế. À, sáng nay đi ra là chị quên cái mắt kiếng, nên nói em là phải nhìn cho thiệt kỹ. Cái anh này thì em thấy anh này cũng cao, rồi hoạt ngôn, 29 tuổi mà nhìn trẻ hơn tuổi của mình. Em thấy anh này hợp với chị đó. Rồi cảm ơn em. Em đi với ai em? Dạ chị Hai ạ. Chị Hai thấy sao chị Hai? Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Thì ở nhà Toàn đã dặn em là chị Hai ơi, chị Hai lên, chị Hai ngó giùm em nè. Nếu như mà dễ thương á là áo nheo nha. Mà nãy giờ cũng canh đá quá trời mà không biết Toàn có thắng không. Trời ơi, dặn chị không chịu nhìn mặt chị. Chị Hai nói chị Hai đá không nheo có nghĩa là bạn này dễ thương lắm á Toàn à. Chân cũng dài giống chân em nha. Bạn ấy nói bạn hơi khô khan thì chị nghĩ không phải đâu. Nhiều khi bạn nữ bạn chưa gặp đúng đối tượng. Nhưng mà Toàn thì chắc làm được. Còn làm không được nữa về hỏi chị Hai. Trời ơi, chị xuất sắc. Em chị thì rất là hiền lành, giống như có chế độ đó. Khi nào mà em cần bạn nói, em chỉ cần phát tín hiệu thôi, bạn sẽ nói đúng theo cái lưu lượng mà em mong muốn, chứ không sẽ không có làm phiền em. Hồi nãy ở nhà chị cũng nói với Toàn rồi, là nhất quyết chiến này là đường nào cũng phải có bạn gái. Em thấy được không? Dạ. Chị là chị thấy được, mà không biết hai đứa thấy được không? Rồi, cảm ơn chị gái. Rồi, bây giờ hai bên gặp mặt với nhau nha, để xem em có phá được bức tường tình yêu băng giá này hay không. Kéo màn. Cô gái, cô hãy mở lòng ra, hãy cười thật tươi, hãy nhẹ nhàng và hãy đón lấy một hạnh phúc mới đang ở cận kề mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhé. Tèn 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 tèn. Có món quà tặng em. Cảm ơn em nhiều. Nhìn kỹ cái tựa cuốn sách đi. Đọc lên cho mọi người nghe chứ. Tựa cuốn sách là người đầu tiên trong danh sách. Đó. Chết cha. Vậy là danh sách chắc còn nữa. Rồi mở cái hộp coi có cái gì trong đó, hay là người đầu tiên trong cái hộp. Wow. Vòng tay cầu hôn đó em à. Anh hỏi em đi chứ em. Thì lần đầu tiên gặp em á, anh thấy em rất là dễ thương. Anh thấy anh với em có rất là nhiều điểm chung đó. Nên là giống như chị Hai nói là chuyến này là anh có bạn gái rồi đó. Em thấy anh có chiều cao của anh thì cũng khá là phù hợp với em, tại vì em cũng thích con trai cao. Em có yêu cầu gì nói với bạn trai đi. Anh có hay nhậu không ạ? Anh không biết nhậu. Nhưng mà chắc là trong lúc vui thì vẫn có thể nhậu được đúng không ạ? Đúng rồi, anh uống còn 2 vai chai là anh say rồi. Không sao đâu. Có gì em cũng được. Vậy là em nhậu dữ lắm hả? Không ạ, thì em chỉ sợ là nhiều người nhậu nhiều quá thôi ạ. Nếu mà lúc vui thì đi mà có em nữa, thì anh uống xong rồi anh mệt quá thì em chở anh về. Em có thích xem phim không? Dạ có. Nhiều lúc anh hay đi coi phim một mình lắm. Em cũng vậy. Ban đầu đi coi thì nó hơi ngượng ngượng, tại vì ai cũng có cặp hết, mình ngồi một mình nó hơi ngượng. Được 5-6 lần cái là quen luôn. Giờ muốn đi mình nữa hả? Dạ không, giờ là có bạn gái là phải đi chung với bạn gái. Kế hoạch tương lai đi, mình coi phim nữa. Anh muốn bỏ 3 chữ cuối trong cái chữ trong cuốn sách này được không? Anh muốn anh là người đầu tiên. Em hay đi con đường sách lắm.
Lần đầu tiên em bước vào trong cái tiệm đầu tiên, em thấy cuốn sách này đầu tiên và em thấy tên của nó đầu tiên và em chọn ngay đó. Và anh là người đầu tiên em tặng. Vâng ạ. Thì đầu tiên nếu như mà được thì anh sẽ là người đầu tiên. Nào, bạn trai hãy mở chiếc vòng ra và đeo cho cô gái ấy như là cuốn sách đầu tiên mà bạn gái tặng cho bạn vậy. Vòng tay này á, là anh mua từ Bali về với cái những cái tượng Phật á, sẽ mang lại cho em sự bảo vệ, hạnh phúc. Lại thêm cái vòng này nữa, mong là trói được em. Được không chị? Được không chị? Được ha. Rất thẳng thắn. Mời hai bạn ngồi vào ghế và chuẩn bị bấm nút. Rồi, bây giờ chúng ta đặt tay để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định người đầu tiên, chiếc vòng đầu tiên, để xem nụ hôn đầu tiên có xuất hiện hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, chúng ta nắm tay đầu tiên đi bạn. Nắm chặt vào Toàn. Toàn thấy thế nào? Hồi hộp quá, cảm giác nó lần lần thì sao á. Nụ hôn đầu tiên bắt đầu. Không, phải hôn đó. Thôi. Và hy vọng đây sẽ là một cái người cuối cùng trong cái danh sách của bạn. Danh sách chỉ có một, đầu tiên và mãi mãi. Mời Toàn. Trúng chưa? Trúng chưa Toàn? Trúng. Trúng rồi hả? Thì cảm giác như thế nào em? Em thấy bạn nữ rung hơn em luôn. Rung mà có rung động gì chưa? Rớt tim ra ngoài luôn. Rớt tim ra ngoài luôn. Đây, chúc mừng hai em. Gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Gửi tặng các bạn. Đi xem phim nha, hai bạn này rất thích xem phim. Nào, nắm tay chặt nào Toàn. Đừng buông tay cô ấy ra. Hãy đưa cảm giác an toàn, hạnh phúc cho cô ấy. Mời các bạn đi xem phim. Rất xứng đôi. Có tật xấu gì không? Dạ, ngủ thì ngáy. Không biết bạn nữ có chịu được cái tiếng ngáy không biết. Nếu như mà mình có đi xa hơn á, anh phải đợi em ngủ rồi anh mới được ngủ. Là một người mà biết quan tâm chăm sóc gia đình là được. Trai đẹp không phải của mình. Anh thì trai gái cũng được, miễn sao con của mình là được rồi. Dạ. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào em. Mời đi bạn. Rồi bạn nữ giới thiệu trước đi. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Võ Thị Thạch. Năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, mà quê gốc của em thì ở Bình Định. Làm việc và sinh sống tại quận 7. Em đang công tác tại phòng kỹ thuật của tổng công ty Mai Nhà Bè. Mời bạn nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, các bạn khán giả và bạn nữ. Em là Hồ Bình Ngọc Quang, thì em sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa Vũng Tàu. Quê gốc thì ở Quảng Ngãi. Dạ, em đang công tác tại quận 2, tại công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh. Em làm bên kỹ thuật xây dựng. Kỹ thuật xây dựng. Dạ, chuyên quản lý về khối lượng và chất lượng công trình. Lý do tại sao bạn nữ có mặt ở đây hả bạn nữ? Em vẫn còn e sắc ế anh. Em đã trải qua mối tình nào chưa? Em đi học đại học thì cũng có trải qua 2 mối tình nhưng mà không được bao lâu. Hầu hết đó mọi người nói là nhìn mặt em không ai tin em ế hết. Với lại em không có thích đi ra ngoài nhiều. Thời gian rảnh để mà nghỉ ngơi thì hầu hết là em ở nhà. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì là một người năng động, thích tham gia các hoạt động phong trào của trường, của công ty. Trong công việc thì em rất là tỉ mỉ. Còn về điểm yếu thì thỉnh thoảng em hay nóng tính. Rồi khi mà em bực mình á chị, em hay lầm bà lầm bầm lắm. Một mình á, mấy người nhìn em cứ hay nói em bị khùng. Em nói xong là xong. Không sao, vậy cũng thẳng thắn, người ta cũng dễ nhìn nhận được mình đúng không? Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Tính hiện tại bây giờ thì em mới chỉ có một mối tình thôi. Kéo dài khoảng từ 1.5 đến 2 năm. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Em chỉ có ưu điểm là mình mạnh mẽ về trong mọi chuyện, tự tin. Và mình giải quyết được vấn đề một cách rất là nhanh. Dạ. Còn khuyết điểm của em thì hiện tại em không biết ủi đồ. Cái này em làm được anh, tại vì em học chuyên ngành may. Ủi đồ mà không biết đơn giản mà.
Những cái bộ quần áo của em ủi xong tự nhiên em treo lên lát nó nhăn queo à. Ủa vậy bình thường hàng ngày đi làm đồ bạn là ai ủi? Dạ có khi em ủi nhưng mà nó ủi xong nhăn, tại em làm ngoài công trình đó chị, cho nên cũng không quá trọng về cái hình thức lắm. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ ngủ thì ngáy. Không biết bạn nữ có chịu được cái tiếng ngáy không biết. Nếu như mà mình có đi xa hơn á, anh phải đợi em ngủ rồi anh mới được ngủ. Mà sợ em ngủ anh ngáy cái em thức dậy cũng vậy. Trời ơi to lắm. Không em ngủ say lắm anh, em mà ngủ rồi thì trời có sập em cũng không biết đâu. Cũng may quá phải vậy mới được. Vậy là hợp đó. Rồi mình có cái đặt ra cái mẫu tiêu chuẩn người bạn trai mình cần tìm là như thế nào? Anh ấy phải cao từ 1m68 trở lên. Em cao bao nhiêu? Em cao 72 chị ơi. Được. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m6. 1m6 rồi. Dạ. Quê phải gần Đồng Nai, gần nhà em. Anh ở Vũng Tàu em ơi. Được luôn. Rồi, gì dạ, nữa? Dạ, em thích người theo mẫu hình tượng người đàn ông của gia đình á. Phải có quan điểm riêng chứ không phải là gió chiều nào sai chiều đó. Bạn trai mình có chính kiến, có lập trường không bạn trai? Dạ, chính kiến em vững lắm chị. Khi mà em ra quyết định rồi, nói gì cũng không lung lay nổi hết trơn á. Mà ngoại hình mặt mũi mình có mẫu người lý tưởng nào không? Em không quan trọng về ngoại hình à. Em chỉ cần người đó cao hơn em và là một người mà biết quan tâm chăm sóc gia đình là được. Trai đẹp không phải của mình. Rồi, vậy thì bạn trai thì sao? Mình đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái mình như thế nào nè? Bạn gái thì chỉ cần ăn mặc đơn giản, không quá hở này hở nọ thôi. Chiều cao thì khoảng tầm 1m58 đến 1m62 chẳng hạn. Tương đối vừa người là được. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Ngồi lên đôi mắt đó chị. Là nhiều chuyện. Cái này em không có anh ơi. Dạ. Có không? Dạ không. Nếu được thì hai người khi nào tiến tới hôn nhân được? Bạn trai cơ bản từ khoảng từ 27 đến 30 có thể mình lập gia đình là được. Dạ em cũng có suy nghĩ như vậy. Em nghĩ là tuổi tác không có quan trọng, quan trọng là cái tình cảm của mình á nó đủ lớn để tiến tới hôn nhân thì sẽ tiến tới thôi. Dạ trước khi chị coi mặt em có yêu cầu gì ở phía bạn trai nữa không, chị qua chị hỏi luôn cho. Không được ở dơ quá. Anh này ở dơ quá thì dơ luôn. Bây giờ thấy sao dơ dữ biết. Không có ở dơ không anh? Dạ ở dơ thì chắc là không, nhưng mà do công trình thì bụi bặm thì chắc cũng nhiều á. Rồi tối có khi nào đi làm về mệt quá nghỉ tắm luôn không? Dạ không, phải tắm mới ngủ. Phải tắm mới ngủ. Dạ. Nhìn ta thấy sạch sẽ lịch sự gì dễ. Bữa nay ta lên đây người ta cần ráng vớt bộ đồ vía vô thôi bình thường. Không em mới từ công trình chạy ra luôn chị. Ủa vậy hả? Dạ. Nhìn thấy là biết là không có ở dơ rồi. Được ha, vậy là cũng ổn ha. À, mình có phải làm dâu gì không? Dạ làm dâu thì em xác định em ở thành phố cho nên cũng làm dâu cũng không cần lắm. Rồi lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ, tài chính ai quản lý? Dạ tài chính thì đương là vợ giữ rồi, còn cho gì bao nhiêu cho. Vợ đi làm được không hay phải bắt vợ ở nhà nội trợ? Dạ giờ thì phụ nữ hiện đại thì phải đi làm với chị, cùng đi làm xây dựng mới tốt chứ. Rất rõ ràng và mạch lạc. Bạn trai rất là chính xác và chính chắn luôn ha. Bây giờ đến xem nhà bên nữ thế nào đây. Rồi chào em, xinh gái quá. Anh mà xây dựng đó hay đi đây đó hoài luôn, em có ngại gì không? Cái công trình á. Có ghen không? Dạ quan trọng là ở con người đó anh. Nếu như mà ảnh có tính lăng nhăng rồi á thì em có giữ 24/24 thì ảnh vẫn đi lăng nhăng được thôi. Còn nếu như là một người đâu còn ở đây đâu. Dạ em. Nếu như mà ảnh đã thật lòng với mình á thì em nghĩ á là đi ra đường mà có gặp trai gái đẹp á thì ảnh chỉ nhìn cái thôi, nhưng mà trong lòng ảnh có em là được. À có nghĩa là gặp cái đẹp vẫn cho nhìn đúng không? Dạ nhìn được. Nhìn cái được chứ cũng nhìn cái hoài, hai đừng nhìn cái thứ ba thôi. Rồi ổn rồi là ổn. À, hai người này thế hợp đó nha. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Dạ em đi với ba người bạn thân chị. Rồi sao chào các bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường. Em là bạn ở cùng phòng với Thạch. À, em thấy anh bên đây thì rất là hiền, dễ thương á. Dễ thương quá. Thạch cứ quen anh này đi rồi anh sẽ bỏ béo cho Thạch được. Không, đâu có ốm đâu, không có ốm đâu. Nhìn anh mà. Là em cũng biết rồi ha. Anh thì ăn gì cũng dễ cho nên nuôi chắc cũng dễ lắm á. Bạn trai, mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại một đồng nghiệp và một người anh. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Thường. Anh thấy ok, em gái này cũng rất là hợp với em. Ở nhà thì không có ai ủi đồ hay gì đó. Thì thấy bạn ủi đồ hoài mà học không có ủi đồ ha. Lấy nhau về để ủi đồ giùm thôi hả? Bạn đó có cái tật xấu gì mà nãy giờ bạn chưa khai ra không? Em thấy là từ công trình về không là bạn ấy ngủ với ở nhà là lên mạng xuyên suốt. Ủa vậy anh hay lên mạng với anh có sống ảo không anh? Không, anh sống thật đó mấy ơi. Anh lên mạng chủ yếu nghe nhạc không à. Vậy là giống em rồi. Cảm ơn hai bạn nhiều. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai người gặp mặt và tự quyết định nha. Rất dễ thương, xinh xắn nha. Rồi, nào. Chào em.
Thì nó qua Trinh nãy giờ cho đổi á, anh cũng có cảm nghĩ là em thú vị đặc biệt. Anh làm công trình gì á, hay nhậu không anh? Nhậu thì cũng có, nhậu với đối tác, nhậu với nhà cung cấp, nhậu với bạn bè đồng nghiệp thì cũng có. Nhưng mà mình biết điểm dừng. Biết điểm dừng là được. Đôi lúc cũng có say nhờ đồng nghiệp cũng đưa về nhiều. Vậy là sau này á, sau này nếu mà nếu như mình tiến tới xa hơn á thì anh say anh có thể gọi cho em sẽ tới đưa anh về. Cảm ơn em. Dễ quá trời. Tình hình hẹn hò sao bạn? Dạ thì nếu như mà sau cái cuộc trò chuyện hôm nay thì được thì em xin được hẹn hò ngay luôn ạ. Nhưng mà hẹn thì chắc em hẹn ở quận 7 giờ gần bạn nữ rồi về tiền. Đúng rồi chứ ai hẹn ở Bình Thạnh. Thỉnh thoảng mình cũng phải, nữ cũng phải chủ động thì thỉnh thoảng em qua bên đó cũng được. Không cần đâu, anh sẽ tự động qua. Rồi. Con cái người nào thích trai gái gì đó? Anh trai gái gì cũng được, miễn sao con của mình là được rồi. Dạ em thì em thích con gái hơn. Sinh con gái đầu lòng trước thì sẽ là chị của gia đình. Em hy vọng là sinh hai đứa, đứa đầu tiên là con gái, đứa sau là con trai gái gì cũng được. Thôi bây giờ mình nói về tình cảm đi. Làm sao mình thuyết phục đối phương tỏ tình với nhau? Đúng rồi. Nãy giờ anh cảm nhận người em rồi, không biết các em cảm nhận anh như thế nào? Thì em gặp anh á thì em thấy anh cũng là trong mẫu người của em, là em thích một người hơi tròn một chút. Khi ôm sẽ có cảm giác hơn, tại vì em hơi gầy á, cao hơn em là được rồi. Thì anh giờ cũng không biết nói gì, thôi anh cũng hát dở lắm. Nhưng mà nhân dịp này anh cũng xin hát tặng em bài Mùa Xuân Đó Có Em. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cõi mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nên yêu hoa cúc, bàn tay yêu hắc lọt lệ sầu. Rồi hết chương trình. Một giọng ca hết sức là tự tin. Nãy có đem gì tặng bạn gái không? Dạ nãy em có giỏ hoa mà để quên chứ. Dưới nào? Dưới đó. Dưới đó là đâu? Có giỏ hoa tặng bạn gái cũng quên, nó nằm đây nè. Ồ dạ. Trời ơi thiệt. À, này, anh có giỏ hoa sẽ tặng em. Em cảm ơn, em cũng có một món quà muốn tặng anh. Đây là cái món quà mà tự tay em làm. Nó không đẹp lắm nhưng mà em hy vọng anh sẽ thích. Chắc chắn là sẽ thích rồi đó. Mỗi đêm anh ngủ em hy vọng sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh sẽ có những giấc ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Hỏi ra coi gì. Gì mà dễ thương quá vậy. Mời xuống cho tôi coi cá với. Wow, ngủ ngon nghe. Cảm ơn em. Quá chu đáo. Rất là dễ thương, rất là tỉ mỉ. Chúc anh ngủ ngon, chị nằm xuống ngủ rồi. Đúng rồi, ngủ để mày dễ ngủ lắm. Ngủ trước đó. Ngủ ngon á, gái em ngủ không được đâu. Rồi, hai bạn đặt tay sau nút bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Để xem hai người có nằm chung cái bao gói đâu. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, để bấm nó không vô. Quá lo. Rồi, nắm tay nhau đi các bạn. Nhau đi. Nào, rất đẹp đôi. Ta hôn vậy mới hôn. Đúng rồi, nó phải vậy chứ. Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản HCB, trị giá 1 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hạnh phúc sẽ được nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, sẽ được tặng một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng từ áo cưới Milan. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Đây, quà của bạn. Ôm thật chặt quà và nắm tay thật chặt người yêu. Phải đi đến bến bờ hạnh phúc nha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Ủa cái tiệm cháo lòng mình quy mô đông khách nhất rồi, chứa được bao nhiêu khách em?
Dạ 80 người chị. Wow, vậy là to lắm à. Màu da với cân nặng thì cũng không quan trọng lắm, cứ màu cháu lòng cũng được ha. Dạ không chị ơi, em bán đến khi nào em xây nhà xong rồi em về Bình Dương em ở. Em tại em cũng xây phòng trọ gì đó chị, kinh doanh phòng trọ. Ồ, quản lý phòng trọ là... được ha. Dạ ổn định nha. Dạ theo chồng được đúng không? Dạ được. Được rồi, đôi đầu tiên đã thành công rồi, chúng ta sẽ tiếp nối niềm vui đó với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hả Màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi bạn. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên Nguyễn Xuân Kỳ, năm nay em 26 tuổi. Quê em ở Hà Tây, em vào Sài Gòn được 15 năm rồi. Hiện công việc em đang làm là em có quán cháo lòng ở Gò Vấp. Cháo lòng? Dạ. Bạn nấu luôn? Dạ. Hay quá. Chúng cho địa chỉ ăn nha. Dạ. Ăn cháo lòng không em? Xuân Kỳ, 26 tuổi, bán cháo lòng. À, rồi em giới thiệu mình trước đi đã. Dạ, em tên là Phạm Thị Xuân, em quê ở Nam Định. Và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên trong công ty Mai. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 tuổi. 25 tuổi. Rồi đó giờ có ăn cháo lòng chưa? Dạ, có. Có thích cháo lòng thành phố không? Dạ, có. Ngon, cháo lòng ngon, bây giờ quẩy nữa ha. À, em làm công việc giờ hành chánh đúng không? Dạ, đôi khi có tăng ca một xíu. À, lúc rảnh phụ bán cháo lòng được không? Dạ, được chứ. Được ha. Em cũng thích kinh doanh nữa. À. Ủa, cái tiệm cháo lòng mình quy mô đông khách nhất rồi chứ, được bao nhiêu khách em? Dạ, 80 người chị. Wow, vậy là to lắm à. Được á. Có nhiều nhân viên phụ không? Dạ, bây giờ thì chỉ có một thôi, tại bây giờ khó khăn rồi chị. À, dạ. Rồi mai mốt có bạn gái phụ không có lấy lương chịu không? Dạ chịu chứ. Chịu chứ. Mỗi ngày trả lương 3 tô cháu lòng. Không, em nghĩ chắc phải 5 tô. Ăn gì dữ vậy? 10 tô cũng được chị ơi. Rồi thôi được rồi, về làm bà chủ quán cháu lòng luôn ha. Bạn dạ. Bán cháu lòng thì có đôi khi có nhiều cô nữ ra ăn cháu lòng ha. Có khi nào rồi có cảm mến với ông chủ hàng cháo không? Dạ không, thường thường đến quán ăn toàn đi cặp đôi không à anh ơi. Dạ. À, okay. Dạ. Có trải qua mối tình nào chưa? Dạ có một mối tình cách đây 3 năm rồi. Rồi sao lý do chia tay? Quê của bạn ấy ở ngoài Bắc thì bạn ấy vào trong này làm việc. Khi tụi em yêu nhau thì gia đình bạn ấy nói vì hoàn cảnh địa lý xa xôi cách trở quá nên không cho quen. Rồi, bạn gái thì sao? Mình có trải qua mối tình nào chưa? Dạ, em thì chưa trải qua mối tình nào và cũng chưa yêu ai hết. Chưa yêu ai hết? Dạ. Vậy là chưa được nắm tay? Dạ. Ôi dồi ôi, thích quá. Thôi thôi, làm như bạn bên đây, bạn bên đây chưa thích, bạn mới thích rồi. Thì người ta làm mai mối, người ta thấy vậy, người ta cũng thích dùm cho bạn trai. Bạn bên đây cười chúm chím. Nhớ cho địa chỉ cháu lòng tôi tới ăn miễn phí nha. Dạ, dạ. Rồi, nhớ đó. À, bây giờ mình đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình cần tìm là người thế nào mình? Em thì không có cần người đẹp trai lắm. Yêu cầu là cao hơn em một xíu. Là cao 1m60 trở lên. Không được ổn định. Mét mấy? 1m60 trở lên. Dạ 1m66 chị ơi. Được. Được. Dạ. Gì nữa không em? Em không thích người da trưởng, khoe khoang. Không thích người ăn mặc quá lè loẹt. Không lẽ bán cháu lòng mà bận đồ tất cả hả? Em bận thường thường, mình buôn bán mình bận đồ gì em? Dạ em mặc đơn giản lắm chị ơi, áo thun với quần ngố à. Ờ. Dép Lào. Dép Lào. Dạ. Vậy được chưa? Dạ được rồi. Được ha. À, mình có ưu điểm khuyết điểm gì không? Em biết thêu thùa may vá. Còn khuyết điểm thì em vẫn còn một phần của người Bắc nữa nên em nấu ăn hơi bị mặn một chút xíu. Mốt đừng có nêm nồi cháo nha. Dạ. Ba nêm ta bán đắt rồi, đừng có về là nêm nêm dạ. Luôn, mất công lắm à. Rồi bạn trai. Bạn trai. Bạn tìm một cái người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Nói về tính cách thì biết lễ phép với người lớn, không đua đòi xe xua. Là cao thì khoảng 1m55 là được rồi. Màu da với cân nặng thì cũng không quan trọng lắm, cứ... Màu cháo lòng cũng được ha. Không thích bạn gái đi chơi về khuya, đi những nơi ồn ào. Ủa rồi 26 tuổi trẻ măng mà không thích ồn ào hả? Bị mắc bệnh của người lớn tuổi hay sao? Em không có đi đâu mấy. Rồi đi với em mà về khuya được không? Dạ em cũng không có về khuya được. Rồi thường em bán tiệm cháu lòng là mấy giờ đóng cửa? Dạ em bán đến trưa 12 rưỡi nghỉ rồi chị. Rồi cái là đi chơi phải về sớm. Dạ em tại em dậy sớm lắm, 3 giờ em dậy. À hiểu rồi, hiểu rồi. Chỉ là mà bán cháu lòng đẹp trai quá vậy ta. Thôi, vậy rồi phải có mấy cô nào mê chứ. Sao nó khai thiệt bán đi. Bán cháu lòng mà mặc hủ tiếu á. Khai thiệt đi. Ừ, có cô nào đang để ý không? Dạ em không biết nữa, không biết có ai để ý không. Mà em có để ý ai không? Dạ không. Chắc chắn nha. Có mấy cô bán hủ tiếu kia mà có đi. Là chắc chắn không có ai. Nhưng mà mình có nãy giờ mình chưa có nói về cái ưu điểm khuyết điểm của mình á.
khuyết điểm của em thì là hay quên lắm, rồi không có được lãng mạn, tắm cũng lâu, ăn vặt nhiều, mỗi lần vào tắm tới cả 30 phút thôi chị. À, để cho nó bay bớt mùi trong lòng phải không? Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn, cũng quan tâm tới mọi người. Em không có hút thuốc, không uống rượu, không uống bia, không có, nói chung không có dính đến tứ đổ tường. Tốt, quá tốt. Nói bán cháo lòng cũng phải lãng mạn chứ. Bữa nào sinh nhật cổ xong mình để hoa hồng đầy cái nồi cháo lòng hết. Hoa là sinh nhật cổ đã thấy cổ dễ lòng. Đãi cháo lòng không, để trên bàn hoa đủ thứ hoa, mời em ra ăn cháo lòng. Trời ơi, thí dụ vậy. Không, cặp này tôi thấy được rồi đó, tôi là ưng ý ăn cháo lòng này rồi nè. Trời ơi, đẹp trai lắm á. Anh xem, xem. Chào anh. Chào em, dễ thương quá. Anh ấy là một chàng trai mà anh rất là tin tưởng. Nhìn trẻ trung lắm em, nhìn như hot boy vậy đó. Ha. Không ăn chơi, không thuốc, không uống rượu hết trơn á. Nếu một cái người bình thường là cũng nghi vấn lắm. Dạ. Nhưng mà anh này thì anh thấy đảm bảo. Man. Rất là man. Cũng man đấy. Dạ. Hiền lành nữa. Em không thích gì người đàn ông không? Em không thích người gia trưởng nhà khoe không ăn. Em có gia trưởng không em? Dạ không anh ơi. Được rồi, nãy chiều bán cháo lòng là anh thấy được rồi đó. Khỏe. Thôi bán cháo này nếu mà đông khách lời lắm em. Lời lắm đó. Cô cháo vốn có 2.000, bán 20.000 là 18.000. Nói chơi thôi. Được rồi đó. Bây nhưng mà bây giờ lấy nhau về mà công việc anh vất vả quá, 3 giờ khuya phải dậy rồi. Ví dụ anh yêu cầu em nghỉ việc luôn về, đặng mình khuếch trương cái tiệm cháo lên cho nó lớn á, em chịu không? Dạ không chị ơi, em bán đến khi nào em xây nhà xong rồi em về Bình Dương em ở. Em tại em cũng xây phòng trọ gì đó chị, kinh doanh phòng trọ. Ồ, quản lý phòng trọ là... Được ha? Dạ. Ổn định nha. Dạ. Theo chồng được đúng không? Dạ được. Được rồi, cưới luôn đi. Được á. Về khuếch trương về xây nhà trọ, bán cho lòng ở nhà trọ giờ... luôn, ép tan luôn. Hỏi người thân mình đi theo đi để tin lời ông mai bà mối. Em có đi chung với chị của em ạ. Em xin chào mọi người ạ. Em thấy bạn nam này chín chắn và hợp với em gái em ạ. Hợp chỗ nào vậy chị? Thì tính cách rất là hợp, hiền và không uống rượu, không hút thuốc và chăm chỉ ạ. Nói gì em chị? Em trai nói với chị. Dạ, cảm ơn chị. Nếu em quen bạn gái bên cạnh em hứa sẽ chăm sóc và không để cho bạn ấy phải buồn nhiều. Mời chị đến ăn cháo lòng đi em. Nói đi, chị luôn, nói đi chị luôn. Dạ, mời chị hôm lúc nào rảnh thì đến số nhà 79 Lê Đức Thọ, phường 17 Gò Vấp ghé ăn cháo không biết chỗ ạ. Cảm ơn. Bạn trai có đi với ai không? Dạ, em đi với chị họ em và hai người bạn thân của em ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Dạ, chào chị. Thấy em gái nhìn rất là hiền lành, dạ, rất là dễ thương. Em thấy hợp với em trai em. Bởi vì thực ra em trai em thì ở nhà là một người rất là hiếu thảo, kính trên nhường dưới và mẫu mực lắm, chăm chỉ lắm. Dạ. Và rất là được lòng tất cả mọi người. Chỉ có điều là không được lãng mạn lắm đấy ạ. Nhưng mà em rất là quan tâm và rất là chu đáo. Vậy tốt. Chị khỏi nói thì Linh cũng nhận ra điều đó. Dạ. Đây là một chàng trai mà cũng thuộc dạng kiếm quý một chàng trai đó. Trẻ dạ, như vậy mà chí thú làm ăn là hiện thời dạ, buổi này rất khó. Dạ. Ai, thôi, rồi kéo màn lên cho hai người gặp nhau. Hai bạn sẽ gặp nhau nha. Hai, bắt đầu. Chào em. Chào. Có quà tặng. Cảm ơn anh. Em cảm nhận với anh như thế nào? Như chị em nói là cũng hiền, thân thành, thẳng thắn. Khen đẹp trai không? Dạ cũng bình thường thôi ạ. Em thì em không thích khen quá như vậy. Tốt nhất mình khen bình thường là được rồi, không để người ta cũng vui mừng quá. Mà thấy đẹp trai cứ nói đẹp trai, không có gì đâu mà ngại. Anh thấy đẹp trai đó. Ngày cuối tuần rảnh thì em thường làm gì? Chiều chiều thì em hay đi uống nước với bạn bè. Còn anh? Anh thì cứ ở nhà không à. Lâu lâu bạn gọi đi uống cà phê hay đi ăn vặt thì đi. Còn đâu không ở nhà không. Bạn trai thấy bạn gái như thế nào? Mình có rung động gì chút xíu nào không? Là bạn gái dễ thương, thấy run run rồi anh ơi. Thấy run run rồi không? Run run là được rồi. Nếu chúng ta đến với nhau thì em thích có mấy đứa em không? Thì em thích hai thôi. Gái hay trai không quan trọng. Anh cũng nghĩ vậy. Tại vì con cái là do trời cho thôi. Thì cho cái gì là cũng mình cũng quý cái đó rồi. Nếu chúng ta đến được với nhau thì em có dậy sớm để làm hàng được cùng với anh không? Em thì dậy sớm nhất chắc khoảng 5 giờ thôi, chứ không để dậy sớm bằng lúc 3 giờ. Không, khi dậy sớm thì chắc cũng mấy tháng nữa là cũng hết rồi. Xong công trình thì cũng anh cũng phải chuyển về đó nhờ rồi. Đến lúc đó thì thời gian cũng rảnh nhiều, thời gian tìm hiểu nhau thì cũng nhiều hơn. Bạn nam hát bài hát gì tỏ tình lãng mạn tặng bạn gái đi. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, ngồi bên em thời gian trôi quá mau, những yêu thương phút giây này
anh vẫn mong đừng là giấc mơ. Cảm nhận thế nào? Em thấy bạn hát cũng được, không nên nói tồi lắm. Không nên nói tồi lắm. Có thời gian. Rồi, suy nghĩ thật kỹ, đây là giây phút rất quan trọng. Mình trao đổi để mình cảm nhận coi mình có cảm xúc, có rung động với người đối diện của mình hay không. Đây là giây phút thiêng liêng và quan trọng. Một, hai, ba. Hết thời gian. Một cái kết rất đẹp. Nào, nắm tay nhau. Xứng đôi ha. Hôn nhau. Hôn đi bạn. Thôi có để sau đi ạ. À? Không có sau. Xuất sắc. Được không? Được. Thơm không? Là thơm. Có mùi trong lòng không? Hiện tại thì chắc là không hay sao. Tắm nửa tiếng lận tẩy hết rồi. Chàng trai rất là dễ thương ha. Một cái người mà có ý chí á. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp lại các bạn một ngày sớm, có một tấm thiệp mời và cái sự phát triển về kinh tế trong gia đình. Đây là chiếc vé xem phim tại hệ thống cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Và đây là một thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng JCB tặng các bạn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hạnh phúc sẽ nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ áo cưới Milan. Dạ, điều đầu tiên là em thấy anh mập. Không thôi, mập thì nếu không thích thì em có thể ấm được. Vậy thôi. Em thấy anh hiền, dễ thương. Nếu mà sau này mà anh có tình cảm với một ai đó thì anh có sẵn sàng đợi cho người ta vì một lý do gì đó mà của người ta không? Tình cảm mình là đủ rồi đó. Thì anh nghĩ là cái vấn đề đó không là vấn đề. Đây là một thủ tục. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường. Cháu chào chú Huyền Linh ạ. Chào và... con. Và chào bạn bên cạnh. Em tên là Đặng Thị Nhị. Năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm giáo viên mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đến từ Long An. Chào mọi người, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Mình tên là Vũ, mình cũng đến từ Long An. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng. Vũ bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 tuổi chị. Nhị là 24 đúng không? 24. Nhị con quê Long An, con quê chỗ nào nhị? Con ở Cần Giuộc, ở Tân Tập hả chú? Em? Dạ, em ở Đức Hòa. Đức Hòa, Cần cũng chung tỉnh Long An như Đức Hòa, Cần Giuộc. Cách xa nhau khoảng 40 km. Em làm cái công việc đi làm cô giáo dạy trẻ đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu rồi? Dạ năm nay cũng là năm thứ tư rồi. Là kinh nghiệm dữ lắm này, khéo lắm nè, chăm sóc người khác rất tốt đúng không? Mình giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình để cho bạn trai bên kia nghe luôn. Mọi người mà khi gặp em thì hay nhận xét là em hiền, chịu khó, siêng năng. Với lại em thấy mình là một người sống có trách nhiệm. Em cũng biết nấu ăn. Dạ em cũng biết chơi một số môn thể thao như là nhảy dây, đi bộ, đi xe đạp. Trời ơi. Bạn trai biết chơi thể thao gì không? Dạ biết chị, em biết chơi cầu lông chị. Em biết đi bộ không? Dạ em chạy được luôn. Theo bạn thì làm sao đi hợp với bạn? Dạ thì tôn trọng nhau, chia sẻ, quan tâm nhau, hiểu được nỗi khổ của mọi người. Cái khó của bạn là gì? Ví dụ mình hẹn rồi mình có chuyện quan trọng hơn thì bạn cũng phải hiểu thông cảm cho mình chứ. Ngoại hình chiều cao gì có yêu cầu gì không? Cao 1m55 trở lên, em thích tóc dài. Tóc dài. Đặc biệt là nụ cười phải đẹp. Thế nào là nụ cười đẹp? Cười thấy có duyên đẹp là đẹp hơn. Bạn làm gì để cho người bạn gái của mình được vui? Bạn nói thử nghe coi. Nói chung là em cũng khá là lãng mạn. Mình đi biển, ngắm biển, rồi đốt nến hoặc ví dụ vậy chị. Đốt nến ngoài biển ha? Dễ gì cháy. Dạ không, mình đốt trên cát chứ anh. Được không? Dạ đốt được anh. Bạn nữ được. Có đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình cần tìm là người như thế nào không? Mẫu người bạn trai của em là cao trên 1m65, nhìn được hiền không? Em dư anh. Dư rồi. Nói chuyện có duyên tí xíu. Hiền, bên đây hiền lắm. Đây có duyên, đẹp trai. Tính trắng. Cũng hơi yếu yếu một chút á. Có ai nói bạn vậy không? Dạ, dạ có không? Ý chí. Chính ý trắng chí. Có chí giống có ý, chí ý. Có ý, có chí luôn. Nếu được thì phải biết chơi một môn thể thao. Chơi gì đó, cầu lông gì rồi kìa. Với đi bộ nữa là hai. Chuyện đi chơi bánh đũa nữa. Bánh bi bún thùng nữa. Bánh bi bún thùng nữa. Rồi, điểm gì mình không thích? Con trai nóng tính, gia trưởng, hút thuốc, rượu chè bê bối, ở dơ. Có không?
Dạ không. Sao bên đây người ta đầy đủ tiêu chuẩn hết trơn. Trời ơi, cái này dựa sao mà té nổi. Trời, mặt dễ thương quá ha. Ba dạ ai cũng nói em vậy chị. Đỡ tốn tiền mua gấu bông. Mà nè, có hút thuốc, có không, rượu chè bê bối gì không? Em không hút thuốc. Nói chung là bia rượu thì cũng có chút chút. Mà có bê bối không? Dạ không. Biết quá vậy sao con nghi quá à? Dạ có chị, thấy vậy thôi chứ bên trong nó 100% vậy. Hả? Sao biết men 100%? Dạ thì thử thì biết chị. Mình có tật xấu gì không? Có cái bệnh lâu lâu cũng hay quên cái giọng hơi giống gái hơn cũng đúng rồi. Không, thấy chưa, tôi đâu có nói quan đâu, không có hát được. Này hít đất nổi không? Dạ chắc cũng nổi một cái hai cái gì. Cái gì có một cái hai cái và năm cái nổi không? Lâu bỏ không có bỏ, giờ làm năm cái đi rồi tôi gả vợ tôi khỏi hỏi nữa. Năm cái đúng không quý vị? Rồi bây giờ yếu quá sao mà lấy vợ được? Có gì anh đỡ em nha. Có gì anh đỡ nổi không? Anh đỡ một, trời ơi cũng ăn gian dữ. Hai, trời ơi cứu đầu ba đó, bốn ụp xuống luôn, năm, trời ơi như lượng sóng vậy đó. Người ta hít đất ta lên điều vậy nè, ổng lượng lượng lên lượng lượng vậy nè. Lượng gì nó nặng quá, nó muốn túi đầu dưới không. Trời ơi, rồi coi như xong hơi luôn vậy ha. Chị ơi chị làm khó em quá. Nãy giờ chắc chửi trong bụng dữ lầm thầm bà Mai này. Còn nữa bắt nhỏ tội nghiệp nhỏ. Đúng không? Dạ không có chị, em hiền đâu có. Chị dễ thương không? Dạ dễ thương. Được rồi, cảm ơn em. Thôi đừng ép bằng trai nữa. Qua bắt đàn gái nhảy dây giờ đó. Dễ thương lắm em. Trời ơi, khỏe lắm. Người này là em trong nhà chuyện nặng để ảnh lo hết. Đất 5 cái. Đàn gái nhảy dây được 5 cái không? Dạ hơn đó chú. Anh này dễ thương lắm. Nói chung hai người đứng nhau cũng cỡ 9-10 đó. 9-10 Đàn trai đẹp trai lắm nha. Trai. Chắc chắn xứng con, xứng. Chú thấy xứng đó. Mặt hai người có nét giống nhau luôn á. Dân miền Tây ăn dễ thương hết trơn á. Con có tật xấu gì không? Con hơi kỹ tính, hay cầm ràm. Cầm ràm, ông khó chịu lắm, con bỏ bớt cái đi ha. Còn tật xấu gì nữa? Con hay thức khuya. Thức khuya không có tốt, thức khuya ốm nữa đó nha con. Dạ. Gái thức khuya vậy da mặt không có đẹp. Đúng rồi, không có đẹp. Hay buồn, hay giận. Được rồi, bạn rồi, gái bây giờ mình hỏi người thân đi. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn thân với là em họ của em. Xin chào à, hai chào em. Xin dễ thương và quý khán giả. Em là Thùy Linh, em họ của chị. Em thấy anh thì mập mạp, mũm mĩm, dễ thương. Được á chị. Em thấy được hả? Dạ. Cảm ơn em. Bạn trai, đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bác em, với cô, với lại bạn thân của em. Bác đi ha. Rồi. Xin chào hai MC. Nè, cũng chào con ha. Vũ là rất là hiền, thật sự là nó rủ là con một. Ví dụ cô muốn hỏi thật nè, nếu mà sau này mà tụi con mà có đến với nhau được á, con có chấp nhận làm dâu hay không? Dạ, nếu mà tình cảm của con thật sự có với bạn thì con nghĩ con sẽ về cơ cô. Tại vì cô thấy con cũng xinh gái, cũng dễ thương. Cảm ơn cô. Thì Vũ của cô thì cũng phải là cô khen gì mà nó là một đứa cháu rất là cũng là dễ thương mà rất là hiền. Thì đang có công việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà quê gốc đó là Long An, còn bố mẹ chỉ có một mình Vũ thôi. Thành ra thì cô cũng ngại. Thí dụ như sau này mà có nhiều cô bé đến mà thí dụ không có chịu dứt khoát là Vũ cũng đường cùng cuối cùng là Vũ cũng phải về quê tại vì chăm sóc ông bà, tại vì ruộng nương của ông bà với cũng để lại. Thành ra là cô cũng hỏi thẳng con là như vậy. Cô cũng mong rằng hai đứa thì cũng làm quen với nhau bước đầu. Sau đó thì tụi con cũng một Long An thì cô cũng nghĩ là mấy chục cây thì cũng không thành vấn đề. Mà cô nhìn con thì cũng có nét rất là hiền. Điều đó cô cũng mừng trong bụng lắm à. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Dạ. Đức quà thì ngon lắm à. Ngon lắm. Con bay gãy cánh thôi anh. Vấn đề quan trọng là gặp hai mặt đứa nhau, gặp nhau thôi. Cảm nhận như thế nào rồi mới biết ha. Có về quê hay không, chuyện nói chuyện nhỏ. Yêu quê là tới đâu cũng đi đúng không em? Dạ. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Kéo màn. Con một. Đừng có rung nha con. Em có món quà. Con nãy giờ ngồi rung quá à. Em có món quà tổng. Cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ, điều đầu tiên là em thấy anh mập. Không sao, mập thì nếu em không thích thì anh có thể ốm được. Dễ thôi. Em thấy anh hiền, dễ thương. Nếu mà sau này mà anh có tình cảm với một ai đó thì anh có sẵn sàng đợi chờ người ta vì một lý do gì đó mà của người ta không? Tình cảm mình đủ rồi đó. Thì anh nghĩ là cái vấn đề đó không thành vấn đề. Em muốn hỏi là anh có hay đi tập thể dục không? Lúc trước thì anh hay chơi đi đánh cầu lông lắm. Giờ thì cũng đi làm công việc nhiều quá. Rồi cầu lông đánh anh. Không, hít đất 5 cái đó em được mà. Dạ. Dạ nếu mà anh rảnh thì
em với anh hẹn nhau đi đánh cầu lông hoặc là đi tập thể dục, tại vì em cũng rất là thích tập thể dục. Chết rồi. Trời ơi. Nhiều đó mà hết. Trời ơi. Hẹn hò sao? Dạ. Thì nãy bạn nói rủ hẹn đi đánh cầu lông rồi. Trời ơi. Anh có biết chạy xe đạp không? Thôi. Dạ. Anh có biết thích đạp mà nó có sức. Đề xuất đó, lãng mạn đó. Tại vì em rất là thích đi xe đạp. Nếu có thể thì anh có thể chở em đi lòng vòng thành phố cũng được. Dạ, cũng được. Nổi không anh? Dạ, không nổi thì bạn chở em. Thôi quá bỏ đi cưng nha. Em cảm nhận bạn trai như thế nào? Anh hiền. Quá hiền luôn. Dễ thương. Quá dễ thương. Vui vẻ. Quá vui vẻ. Dạ. Thấy có thể tiến xa hơn được không? Quá có thể. Ưng cái bụng không? Dạ, có điều hơi mập. Cái bụng hơi mập. Dạ nè, anh nói rồi, anh ốm được mà em yên tâm. Ừ. Rồi, để tay vào nút bấm. Mời đóng phim được không? Dạ được anh. Dây bùi kiểm. Phải chấm thêm cái mục ruồi nữa. Đây là giờ phút quan trọng. Bao nhiêu người đang theo dõi chương trình, đang chứng kiến của mình ngay tại đây. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Ôi, rồi. Tao nút của tao luôn rồi. Bấm dở cái nút ra luôn rồi. Hai bạn nha, dễ thương lắm. Nắm tay nhau nào. Dễ thương quá gì đâu. Không, không có hung mới được. Quy định của anh Linh này là phải hung. Phải hung. Dạ hơi lừa chú. Vì con đồng ý hẹn hò để làm gì? Dạ cái đó từ từ. Không có được. Bây giờ ấy, giữa cái không bấm với lại hung con chọn cái nào? Dạ không bấm. Ở trên đây gặp chưa cũng chưa nói được cái gì hết nên là quan điểm con vậy là sai. Sai rồi. Bất kỳ ai lên đây họ đều hướng tới một điều tốt đẹp, hướng tới hạnh phúc sao? Mình đã đồng ý chấp nhận bấm nút rồi, nếu con quan điểm như thế là sai. Con nói như vậy sẽ làm buồn lòng người đối diện con à. Đấy, con một cô giáo mình phải nói thế nào để cho người đối diện ta vui chứ con. Nào. Đây là một thủ tục. Đây, gửi tặng các bạn những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản như CB, trị giá 1 triệu đồng. Gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, hạnh phúc nhân đôi khi hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ nhận được một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại áo cưới Milan. Chúc mừng hai bạn. Rồi, vui. Ôi vui quá xá là có vui. Sữa ăn rồi. Đàn trai đàn gái ai nấy đều vui. Chào hai cặp đôi. Quá hôm nay nhìn gương mặt các bạn rạng ngời quá. Văn Cường và Mỹ Linh nói trước đi. Nay em rất là vui khi mà đấy thì qua như thế này. À, không phải như lần trước là để ngồi ngay ghế kia. Và lần này tới là để thông báo một tin vui là tháng 4 này hay tụi em sẽ chính thức về chung một nhà. Wow. Đây nè, anh nói với Cường với Linh nghe nha. Là hôm trước anh có hứa là sau 3 ngày nếu tụi em làm đám cưới là sao? Dạ anh lo hết à. Mai mấy cưới thì tôi hỗ trợ lần cưới liền luôn đi. Dạ được ạ. Nếu 3 ngày tôi lo hết cho. Anh lo tội chi phí luôn hả? Ờ. Xuống được. Được ha. Đúng rồi, anh lo hết toàn bộ. Đâu 3 ngày đâu. Như vậy thì hố 3 ngày đúng không? Hố rồi hố. Giờ là mấy ngày? Dạ tới gần hơn 100 ngày anh ạ. Thôi vậy là anh khỏi lo. Nhưng mà tính ra nhanh thiệt. Nhanh thiệt. Nhanh thiệt chứ bộ. Nhưng nói vậy thôi. Chứ anh Thư Cực Tường sẽ có quà dành cho hai vợ chồng tụi em. Dạ. Ha. Chúc hai vợ chồng tụi em sẽ trăm năm hạnh phúc. À, răng long đầu bạc. Nhanh nhanh sinh quý tử. Ừ, sinh quý tử để có các tường Mùi Linh có cháu nội cháu ngoại nha. Dạ, em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Dạ, hôm nay em đến chương trình em có mang một ít vú sữa lò rèn ở quê lên để gửi anh chị. Dạ. Ồ, vú sữa lò rèn ở Vĩnh Kim. À, miền Tây này ngon lắm. Rồi, cảm ơn anh. Cái này chắc anh Linh không biết ăn đâu ha. Không biết, trời ơi, vú sữa anh ăn dữ lắm à. Rồi, cảm ơn anh Cường Mỹ Linh nhiều nha. Còn anh Thái Sơn Mỹ Trinh nè. Dạ, em xin chào ông Mai, Quyền Linh và chị bà mối các tường xinh đẹp và cùng tất cả các anh chị có mặt trong chương trình ạ. Tụi em là nghĩ là cái cặp đôi của tụi em là đã nhanh nhất rồi nhưng mà không ngờ lại cặp đôi kia lại nhanh hơn. Trinh và anh Sơn đã tìm được một nửa của mình thật sự. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. 1, 2, 3, 4, 5. Ok.
mong là anh về tập thể dục nhiều hơn. Và khi nào thì hai bạn đám cưới? Dạ bên em thì là tổ chức ba nơi, thì ở Ninh Thuận là ngày 7 tháng 5. Wow. Ở Sóc Trăng là ngày 14 tháng 5 anh. Còn ở Sài Gòn là ngày 28 tháng 5 chị. Hoành tráng quá, tổ chức đám cưới ở ba nơi luôn. Ba nơi, hai đứa mình chia nhau đi nha. Anh nơi rưỡi, em nơi rưỡi. Và hôm nay thì cái cũng gấp gáp quá mà anh Sơn cũng mới từ Sóc Trăng chạy lên. Thì thư cụ Ít là nói chung là tâm cái tiểu tấm lòng mà chính xác là tiểu tấm lòng của tụi em gửi đến cho anh chị và các anh trong cái chương trình. Rồi. Thì chúc anh chị và tất cả mọi người có sức khỏe thật là tốt và sẽ làm mai nhiều hơn nữa các cặp đôi khác. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Cảm ơn Thái Sơn, Mỹ Trinh nha. Cảm ơn rất nhiều. Anh dặn Cường với lại Sơn nè, nhớ thương yêu vợ mình ha, chăm sóc vợ mình nha. Bản lĩnh đàn ông phải thể hiện nha mấy cưng. Rồi, chúc hai em gái hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn hai cặp đôi rất là nhiều. Cảm ơn nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay, xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Xin mời. Tám ạ. Đầu tiên là em không có biết chương trình, em trai em coi rồi thấy rất là hay và thấy cái độ ế của chị là cũng đến đỉnh điểm rồi. Nên là mời bạn nữ. Mời bạn nam. Giới thiệu đi em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Thị Diệu, em đến từ Đồng Nai. Em 32 tuổi và em đang là giáo viên của một trường tiểu học ở Đồng Nai. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Võ Công Quang, 34 tuổi ạ, quê cũng ở Đồng Nai luôn. Rồi bây giờ thì hiện đang công tác tại công ty điện máy Nguyễn Kim ạ. 34 tuổi rồi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi Toàn? Dạ, mối tình thì có hai mối tình rồi, nhưng mà yêu đơn phương thôi. Chứ không có sâu sắc. Không có sâu sắc. Rồi bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vẽ khá đẹp, đặc biệt là đẹp trong mắt của học sinh tiểu học. Em là người phụ nữ của gia đình, nấu một số món ăn và trưng bày cũng khá là đẹp. Điểm yếu của em thì là em đôi lúc hơi nóng tính, cũng có nói nhiều. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình. Chia tay bao lâu đẹp? Chia tay cách đây 3 năm rồi chị. Nói thế mạnh thế yếu điểm mạnh điểm yếu của bạn đi. Chị biết luôn. Điểm mạnh của em thì làm việc nhà được. Thôi. Nấu ăn được, tức là làm ở trong nhà làm gì cũng được hết á. Giặt quần áo con cái rồi giặt nó dạ gì dạ được. Cũng biết hát bolero. Bolero. Dạ. Làm câu nghe thử coi. Bolero luôn. Dạ em xin hát một đoạn trong bài Hỏi Vợ Ngoài Thành. Rồi bắt đầu. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm. Thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao ly trúc bơ lâu. Xưa đã cùng em tươi vườn trâu, bên nắng hàng cau xanh rạt rào. Bên giàn thiên lý bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Hay. Cơ duyên nào mà bạn biết đến chương trình bạn muốn hẹn hò? Do em trai của em giới thiệu xong rồi là đăng ký cho em tham gia. Bên đây, rồi, có bên em đây trai nó nhỏ quá, bên đây không có nghe gì hết. Em trai coi chương trình muốn hẹn hò thích quá. Trời ơi, xinh đẹp quá mà nó đăng nhỏ ký quá. Cho chị. Đầu tiên là em không có biết chương trình. Xong rồi là em trai em coi rồi thấy rất là hay và thấy cái độ ế của chị là cũng đến đỉnh điểm rồi. Nên là vừa nói là phải đăng ký bằng được cho chị tham gia. Để... Chị khoái không? Dạ khoái. Quan trọng là chị khoái được rồi ha. Rồi bây giờ chị khoái tìm một người đàn ông như thế nào? Về hình thức thì em thích bạn nam đó là cao từ 1m7 trở lên. Gì vậy? Gì bên kia cười vậy? Bên kia hơi lùng hay sao? Nhưng mà cao hơn em chứ à? Cao hơn. Cười luôn hả? Ừ. Cao hơn mà dưới cũng cười nữa hả? Ừ. Rồi gì nữa em? Tính cách thì mạnh mẽ, nam tính, quyết đoán. Em không thích đồ hói. Anh Linh là không có thích mấy cô nào mà nói công đậy đâu. Nghe cái giữ hối tôi vậy. Không, nhưng mà anh Quỳnh Linh không phải đồ hói mà anh nữa là chán hơi cao thôi. Được. Cảm ơn em. Mời con gì nữa không? Ừ, hết rồi. Hết rồi phải không? Nhiều đó thôi, không có lẽ nữa. Đúng rồi, không biết thôi. Để coi kiểm tra coi có hối không. Ủa hỏi rồi. Có mấy cộng cũng được. Tôi coi có cao được nhiều mà sao nói cao 1m7 mà dưới cười cái rần. Mang dài là cũng được lắm á. Đẹp trai mà. Đâu có làm gì dữ vậy ở dưới, bởi vậy đừng nắm lừa tôi nha.
Thì anh muốn tìm người bạn gái như thế nào nè? Dạ về ngoại hình á thì 1m50-55 trở lên là được rồi. Dư sạc. Da trắng, tóc dài chút. Dư sạc. Dư sức. Em thấy bên đó nói là đi dạy là em chịu rồi đó. Tại vì em thích giáo viên lắm. Bây giờ nếu như mà hai bên phù hợp với nhau hết thì bao lâu anh tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà tìm hiểu nhau thì càng sớm càng tốt. Tại em cũng lớn rồi, nhà dục lắm. Mà mình đã chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ nhà thì có sẵn rồi à. Nhà có cửa hàng vật liệu xây dựng luôn. Ồ, sẵn trời. Em chỉ có đi làm thêm ở ngoài thôi. Ủa vậy là đi làm thêm nữa, vật liệu xây dựng nhà là ai coi? Bố mẹ coi. Bố mẹ coi. À vậy mốt mình về mình làm dâu ở chung bố mẹ luôn đúng dạ, không? Dạ thì bán hàng cũng, hai vợ chồng bán hàng cũng được. Dạ. Muốn làm rồi. Được không em? Làm dâu được không? Dạ được. Em gái có đi với ai không? Dạ em đi với em trai của em và chị họ. À, em trai em, cái người đăng ký cho em á phải không? Rồi chào dạ. Em. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cách Tường và chào quý vị khán giả. Thì em cũng thấy anh này cũng được, cũng hiền và cũng có vẻ như hợp với chị. Thì còn cần quyết định là ở anh chị thôi. Không nhưng mà anh rể phải nói chuyện với anh em tương lai vài câu. Em thấy anh cảm thấy như thế nào về ngoại hình với lại cái tính cách của anh nói chuyện vậy thì có hợp với bên... Dạ thì em thấy anh là được, em thích kìa. Được rồi, vậy là ổn. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau mà nói em thích là thấy được rồi ha. Rồi cảm ơn em. Vậy bạn trai mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại em trai của em. Ồ, chào em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Và chào các vị khán giả trong cường quay. Thì theo em nhận thấy thì chị này tính tình khá là hợp với anh em. Có vẻ là bù trừ được. Chị cũng khá là hiền, nhanh nhẹn. Thì nếu mà hai người có thể thì sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Giờ chấm chị dâu là thang điểm 10 chấm được mấy điểm nè? Dạ theo từ nãy tới giờ thì cỡ được 8/10. Tại sao này có cơ hội thì chị sẽ hậu tạ em sau. Thôi bây giờ kéo màn lên đi, nôn lắm rồi, cặp này được á, hợp lý rồi. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau, dễ thương lắm. Chào em. Anh thấy em rất là dễ thương so với anh tưởng tượng. Dễ thương xinh xắn. Mà làm giáo viên nữa thì anh càng thích hơn. Cảm ơn anh ạ. Thì anh hỏi là không biết em cảm gì nhận về anh như thế nào? Ban đầu thì em cũng thấy mến. Bởi vì là em thấy anh cũng là hiền chuẩn cha. Đứng lên đo đi em. Tại cổ đang lo cái vụ chiều cao, đo cho cổ cái cổ yên tâm đi. Anh thì có 1m65 thôi, không được như mong muốn của em. Dạ. Kệ đo đi, đo một cái đi, coi sao, đứng vô. Được không? Được mà. Quên nữa, anh có món quà tặng em. Trời ơi. Nãy giờ quên, tại thấy... Làm giật mình tưởng đâu tặng. Hồi hộp quá cho nên quên. Dạ, em cảm ơn anh. Theo em thì nếu mà quen nhau mà tìm hiểu nhau á thì dự tính là em có thể kết hôn lúc nào em kết hôn được. Nói chung là em không có quy định thời gian. Cả hai người mà cảm thấy là đủ chín chắn và là đủ để hai người về chung một nhà được thì là về, chứ còn không quá quan niệm là bao nhiêu thời gian. Mình tỏ tình một câu thì lãng mạn. Thật lòng thì anh lần đầu tiên là anh cũng cảm thấy có một người vừa dễ thương. Với lại tính cách dễ thương với lại rất là xinh xắn anh được anh gặp tại cái chương trình này. Thì anh cũng muốn rất tiến xa hơn nữa với em. Thì em có thể cho anh cơ hội để có thể là tìm hiểu, tỏ tình với em. Thì không biết em có đồng ý không? Em, dạ, em thì nói chung là em không có mong cầu một cái người mà đàn ông mà hoàn hảo về tất cả mọi mặt. Nhưng mà em lại mong muốn là cái người đàn ông đó phải dành cho em một tình yêu và sự quan tâm hoàn hảo nhất. Và nếu mà anh cảm nhận thấy anh có thể làm được điều đó thì em sẽ cho anh cơ hội. Cảm ơn em. Suy nghĩ cho kỹ nha. Để tay vô nút bấm đi các bạn. Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Mình quyết định xem mình có đồng ý bấm nút. Bấm nút có nghĩa là hẹn hò với nhau, trao cho nhau một cái duyên, tìm hiểu nhau đi đến hôn nhân. Bấm hay không tùy các bạn. 1. Hai. Ba. Hết thời gian. Sao ngơ ngác thế? Ngơ đi chứ. Sao? Bấm rồi thấy làm sao?
Nắm tay nhau cái đi rồi mới thấy được. Nắm chặt vô. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống 212 Lý Chiến Thắng Cinebox gửi tặng các bạn để ta có không gian lãng mạn hơn, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Đây là thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản, trị giá 1.000.000 đồng. Chúc các bạn may mắn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và một phần quà dành cho các bạn, đó là suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15.000.000 đồng tại áo cưới Milan. Rồi, chúc mừng hai bạn nắm tay nhau thật chặt và bắt đầu hẹn hò. Dễ thương quá. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Cát Tường và anh Quyền Linh xin báo một tin vui nữa, đó chính là đã diễn ra một đám cưới thật là long trọng giữa cặp đôi cô giáo dạy tiếng Anh và một anh chàng tranh thủ vừa học tiếng Anh vừa hẹn hò, Năng Hậu và Anh Thư. Như vậy là rất nhiều cặp đôi đã tiến đến hôn nhân khi họ đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Thôi đi bạn, mình sẽ giới thiệu sơ sơ để đối phương cảm nhận được ha. Em tên là gì? Em tên là Vi Thị Nhỏ Duyên ạ. Vi Thị Nhỏ Duyên. Nhỏ Duyên. Vâng. Wow, tên đặc biệt quá. Duyên này rất nhỏ nha quý vị. Rồi, em bao nhiêu tuổi mình? Em 23 tuổi ạ. Quê em ở Lạng Sơn, hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Công việc của em là trợ lý của diễn viên ạ. Bạn trợ lý của diễn viên nào? Chị Nhã Phương ạ. Chị Nhã Phương. Dạ. Mà xinh như vậy cũng nhiều người ngắm nghía. Vậy lý do tại sao bạn đến với chương trình này? Em muốn cho mình một cơ hội mà hỏi chị Phương. Chị Phương kêu là chị khuyến khích đi, chị muốn em đi chương trình này để có người yêu. Dạ, mấy chị em trong nhà làm hồ sơ cho em gửi đi chương trình ạ. Rồi, mời bên kia giới thiệu. Em tên là Nguyễn Anh Tú, năm nay 26 tuổi. Hiện tại đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty luật. Em học luật ra hả? Em không. Không luật ra sao làm trợ lý giám đốc về luật? Không, tức là em cứ đi theo tổng giám đốc sai gì làm. Thôi mình nói chút xíu về đường tình duyên của mình. Sao lận đận có mặt ở đây bạn Nhỏ Duyên? Dạ, tại vì là em chưa thấy ai thích hợp với em. Nên là bây giờ ấy. Chưa có mối tình nào hả? Chưa ạ. Chưa luôn. Vâng. Những điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, chăm chỉ, nấu ăn cũng được. À, nấu ăn món gì ngon nhất? Món gà... Gà luộc. Món nó ngon nhất. Trời ơi, gà luộc cũng khó luộc. Gà kho nghệ. Lên. Gà kho nghệ. Gà kho nghệ. Vâng. Dạ, món nó cũng ngon rồi ha. Rồi, còn những cái điểm yếu của mình? Hay cằn nhằn, tự kỷ. Tự kỷ là sao em? Hay nghĩ, suy nghĩ linh tinh ạ. Đi làm một mình, cứ ăn cơm. Cái đó đâu phải gọi tự kỷ. Dạ. Tự kỷ là mình làm cái chuyện gì nó hơi bất bình thường chút xíu, mà một mình làm hoài mới tự kỷ. Ví dụ như ngồi nói chuyện mình hay là ngồi là gì đó, cái gì đó. Ngồi nói chuyện mình là mệt rồi đó chứ không phải tự kỷ đâu. Nên là em biết sao rồi nhá. Em nghĩ em là người lãng mạn. Ồ, hay là cái này được á. Nói chung là mình nghĩ ra được nhiều cái khung cảnh, nhiều cái tình huống này. Rồi bây giờ bạn thử nghĩ một cảnh đầu tiên, nếu như bạn gái bên kia đồng ý hẹn hò với bạn lần đầu tiên thì mình tạo ra không khí, không gian như thế nào là lãng mạn. Xem thử là bạn lãng mạn tới nào. Giờ chắc là em chưa nghĩ ra. Trời ơi. Vậy mà nói ưu điểm là lãng mạn, người ta phải nghĩ ra liền. Lần đầu hẹn hò, mình hẹn bữa nào trưa thiệt nắng chang chang lúc 12 giờ trưa đó, ở giữa đường quốc lộ vậy, thí dụ vậy. Bây giờ mình sẽ tìm một người bạn gái như thế nào? Cả về bên ngoại, tức là ngoại hình và nội thất. Nội thất là sao bạn? Không, không phải nội thất mà là nội tâm ấy ạ. Nội thất là nội thất, hai cái nó không liên quan gì. Giờ ngoại hình sao nè? Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Cơ bản ngoại hình thì em muốn là bạn ý thức việc làm đẹp. Nói chung là mình cũng biết trang điểm một chút xíu, ra ngoài đường mình thích. Ví dụ như bây giờ bạn nữ mình đi sửa sắc đẹp, ví dụ như đi tăng trưởng vòng 1 hay là cắt mắt, sửa nâng mũi, gọt cằm gì đó, bạn cho không? Em nghĩ về cái đó thì có thể là cả hai cùng đi. Ủa, bạn cũng muốn nâng vòng 1 luôn hay sao? Không, khi vòng 1 thì có thể là em tự khắc phục được, nhưng có vài cái về khuyết điểm ở trên khuôn mặt em cũng muốn sửa chẳng hạn. À, coi như là đồng ý với sự chỉnh sửa đúng không? Miễn là đẹp là được đúng không? Quan trọng bạn ý không sợ đau. Rồi, thoải mái quá. Mình muốn chọn cái mẫu người như thế nào? Dễ thương như anh Quyền Linh ạ. Vâng, rồi là sạch lắm. Sạch sẽ, rồi là biết quan tâm, chăm sóc. Ủa, bộ đàn ông ở dơ lắm, sao lại còn sạch sẽ? Cái điều gì mình không thích ở người bạn trai? Không chơi bời nhiều ạ. Chơi bời là sao? Chơi bời đi là... chơi là quên hết cả người yêu. À, vâng. Có chơi bời là... nhiều không? Cũng chơi nhưng không bời. Đúng rồi.
Bạn trai nãy bạn chưa nói rõ là ngoại hình bạn cần như thế nào, nên qua xem có được hay không cụ thể đi chứ gì ngoại hình nội thất gì nghe nó không cụ thể. Thì cái nhất giá nhì ra thứ ba khuôn mặt thôi ạ, còn 1m63, 1m65 63, 1m65 rồi còn gì nữa? Nhiêu đó rồi hả? Nhiều đó quá trời, nhất dáng người già thứ ba nhưng mà cao 1m63, 1m65. Bạn không thích gì ở người phụ nữ? Đấy là người phụ nữ không tâm lý, không có sự thông cảm ý. Tức là mình nói rất là nhiều nhưng không đúng thời điểm khiến cho người bạn trai hoặc người chồng của mình rất là áp lực. Vậy là cằn nhằn đó đúng không? Vâng, kiểu như thế. Rồi kiểu vậy để tôi qua xem mặt bên kia coi thế nào. Đây cằn nhằn đúng rồi, nhất dáng gì da thứ ba. Ồ chào em, rất là xinh đẹp. Nhất dáng gì da, dáng cũng được. Ừ, da cũng đẹp, gương mặt cũng xinh. Cao nhiêu kìa em? Trợ lý Nhã Phương mà. Dạ. Không? Còn anh là trợ lý Trường Giang nè. Được không? Được ạ. Văn miếng quá dính luôn. Hả? Dạ. Rồi, bây giờ 1m63 trở lên. Sao mấy? Em 59. Rồi sao? Rồi sao? Em ơi, trai ơi, đây có 59 rồi sao? Ok, khắc phục được bằng giày cao gót mà anh. À, có dài thêm ha. Em thích một cái chàng trai giống nghệ sĩ nào không? Nói cụ thể cho dễ hiểu. Em thích vợ chồng của Hioli ạ. Ly chén muỗng gì mình kia giống Ly không? Để hồi bên kia em hỏi coi giống anh không nha. Dạ. Rồi vậy được, bên đây đàn trai rất là hiền, dễ thương, nhẹ nhàng, quyến rũ nữa. Bển có đẹp không mà sao yêu cầu cao quá vậy? Bên đây quyến rũ lắm mà. Qua xem đi biết. Sao em muốn sao? Em chỉ cần tốt là được. Đây nè, anh bên này anh đòi hỏi quá cao luôn nè. Chào chị. Xí xí, ủa bạn cái này tóc giả hay tóc thiệt vậy? Tự nhiên thấy cái máy nó che như này, mình thường hay mấy anh giờ thiếu tóc phía trước cái hay gắn nguyên cái máy vô á, mình tưởng đâu gắn cái máy vô. Bây giờ này còn trẻ. Thì mình phải hỏi chứ. Em để thế để chị vuốt tóc em. Thôi bây giờ nè, bao nhiêu lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Thực ra thì em kỳ vọng là năm sau. Có sớm quá không? Tự nhiên em bị khao khát điều đó. Vậy em khao khát có đam mê là được. Em cứ nghĩ là bạn ấy cứ trải nghiệm em đi. Trời ơi, trải nghiệm vậy trời. Trải nghiệm luôn trước đi. Trải nghiệm em là trải nghiệm sao? Thì mình cứ thử đi thử ăn uống nói chuyện, là nếu mà cảm thấy hợp nhau thì mình chứ em cũng đâu bắt bạn ấy phải là của em luôn đâu. Dùng từ cũng hay quá ha, trải nghiệm thử em trải đi nghiệm. Được á. Có ai thử trải nghiệm thôi không ta? Được rồi. Em có tật xấu gì không em trai? Hay quên. Hay quên. Rồi gì nữa? Tức là em đang quên hết cả tật xấu của em rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ hỏi ý người thân nữa coi sao nha. Hôm nay em có đi với ai không? Hôm nay em đi với cả em gái của chị Nhã Phương, em dâu nữa và em trai chị Phương em nữa. Em gái, em dâu, em trai đâu? Em gái của Nhã Phương, em dâu, em trai đâu? Dạ. Thôi chào các bạn. Đừng có nói đi chung với bạn trai Nhã Phương nữa nha. Nhìn coi có không nha. Dạ, em chào chị. Em tên gì? Dạ em là Phương Anh. Phương Anh là em của Nhã Phương á hả? Dạ. Hèn chi là cũng có nét giống đúng không? Vâng. Em nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào? Cũng rất là dễ thương. Mong bạn nam thể cho duyên cảm thấy là hạnh phúc, vui vẻ. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn trai mình có đi với ai không? Dạ em có đi với người anh của em là anh Đồng Hương ạ. Đồng Hương rồi, chào anh. Dạ. Đồng Hương. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Và các bạn khán giả. Tú ơi, em là người rất là may mắn ngày hôm nay đó. Đó. Tại chưa? Sao vậy anh? Rất là xinh, tên là nhỏ Duyên mà Duyên không hề nhỏ. Thấy chưa? Nôn nao chưa? Hay cho trẻ không bạn trẻ gặp nhau rồi. Kéo màn. Chào em. Thì hôm nay là nhân chương trình bạn mua hẹn hò thì anh muốn tặng em món quà quê hương anh. Anh quê ở làng Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội ấy. Là làng gốm. Thì cũng qua chương trình thì giới thiệu sản phẩm luôn. Đây là sản phẩm bơm chén của quê hương em. Hôm nay đi là đi tìm người yêu hay đi quảng cáo? Thì hôm nay thì nhìn thẳng mặt bạn gái kìa. Em xin đọc một đoạn rap được không ạ? Dù ông già Noel công an cho anh xe hơi hay ông già Noel công an cho anh máy bay trên trời thì đó đâu phải là hạnh phúc đâu người ơi. Anh chỉ cần em mà thôi. Anh nói gì vậy? Em dịch cho anh nghe coi. Anh không hiểu tiếng Anh. Em hát sao mà hát tiếng Việt mà anh lên nghe ra tiếng Anh luôn kìa. Dạ. Anh tưởng nó hát tiếng Anh. Anh chỉ cần ông già Noel mang em đến cho anh là được rồi. Đại khái nội dung vậy đúng không? Dạ. Còn em cần gì? Ô tô, xe hơi, máy bay hay là... Anh ấy? Em chỉ cần anh ấy yêu em. Quan tâm đến mọi người xung quanh ạ.
Dạ. Mở món quà để xem có cái gì ý nghĩa coi. Đặc biệt ở quê ảnh của em. Trời đẹp quá ha. Rồi hai người ngồi đứng hoài. Bây giờ cảm nhận bạn gái thế nào? Em thì em cảm nhận từ cái bên trong chứ. Quan trọng cái bên trong không vậy ta? Không phải cảm nhận bên trong trước, mà thực sự thì em nghe về công việc của bạn ý, em lại thích công việc của bạn ý. Em cũng làm trợ lý, thì không phải là trợ lý bên nghệ thuật, thì em cũng hiểu đặc điểm công việc. Thì em nghĩ là cái vấn đề đó em có thể thông cảm được. Em thấy bạn ý cũng rất là dễ thương ạ, muốn hẹn hò với bạn ý. Bạn gái cảm giác bạn trai, cảm nhận gì bạn trai thế nào? Dạ, em thấy bạn ấy cũng có nhiều điểm giống em, hay ngại và hay quên. Em thấy cũng dễ thương. Một tuần liệu mình có thể gặp nhau mấy lần nhé? Nếu mà thời gian rảnh thì lúc nào cũng được ạ. Thì anh muốn kết hôn vào mùa lạnh năm sau tại Hà Nội. Cũng phải tìm hiểu rồi. Bạn có thích kết hôn vào mùa lạnh không? Hay là thích kết hôn vào mùa nắng? Mùa nắng ạ. Mùa nắng thấy chưa? Trớt quốc à. Bên đây thích mùa lạnh chứ thích mùa nắng. Em cho anh một cơ hội tìm hiểu nhé. Nói một cái gì tận đáy lòng của mình nãy giờ. Phải sao người ta mới cho chứ, tự nhiên đâu vô sinh khơi khơi. Anh rất muốn hẹn hò với em. Nói chung là em hơi bị run. Lần đầu làm chuyện đấy. Nãy giờ thấy em xinh quá, nụ cười của em quyến rũ quá. Mình phải cảm nhận từ trái tim của mình chứ gì, cứ gặp em với anh với em hẹn hò nha. Đấy bây giờ nói đi, nói từ đấy lòng của mình suy nghĩ cái gì về cô gái nãy giờ. Anh thấy em rất là dễ thương. Anh thích nói chung là cả về bên ngoài lẫn cả gọi là cả bên nội cả bên ngoại anh đều thích á. Dạ. Thế nên là anh muốn là mong là em cho anh cơ hội có thể là mình hẹn hò nhau rồi nghĩ đến xa hơn. Đó, ít nhất là phải vậy. Cặp này đi hẹn hò chắc phải cho tôi với Tường đứng kế bên mới được. Rồi đặt tay vào nút bấm đi em. Suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút có nghĩa là trao nhau một cái duyên và chấp nhận nhau để tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Bắt đầu. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao vội vàng vậy em? Kêu nói thì không nói mà bấm nhanh vậy, người ta chưa có gì hết trơn à. Nắm tay nhau. Nào thì nắm tay nhau. Đã đồng ý là chúng ta đã trao nhau cái duyên rồi. Hãy hôn bạn gái nhân ngày gặp mặt đi bạn. Nào. Làm gì hôn cho mày? Môi mình có mùi mỹ phẩm thơm thơm. Mùi mỹ phẩm thơm thơm, trời ơi. Nên nó hôn mỹ phẩm không à? Chán ông này cũng chứ. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp và Cinebox 212 Lý Chiến Thắng giúp các bạn sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nào hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim. Dìu bạn gái xuống cầu thang. Mình là ở rể. Thì là do lúc ban đầu á thì nó khác như cái mình mường tượng. Cái người con sẽ kết hôn sẽ là một người không phải gia dưỡng, yêu thương con mà cả con trai của con và bản thân con cũng vậy. Cái ngoại hình thì trước mắt thì mình nói như vậy, nhưng mà thực tế á, mình cảm thông, mình hiểu nhau được, nó mới là cái đúng rồi, suốt đời và lâu dài được. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Rồi, chào, chào bạn với chào khán giả. Mình tên là Phạm Quốc Trị, 28 tuổi, đến từ Đồng Tháp, hiện công tác và làm việc tại tỉnh Cà Mau. Nghề gì? Dạ là thương vụ của công ty cổ phần xi măng Tây Đô. Thương vụ là sao bạn? Dạ là phụ trách điều tiết hàng hóa, chăm sóc tất cả các nhà sản phân phối xi măng trong khu vực tỉnh Cà Mau. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ con chào cô Cát Tường, chào chú Quyền Linh. Rồi. Con tên Trinh, năm nay con 22 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, làm việc ở salon tóc trên quận 1. Người ở Đắk Lắk, người ở Cà Mau cũng gần quá ha. Có nửa đường rồi đất nước thôi chú. Đúng rồi, nói chứ không có gà xa đâu. Giờ tình yêu cái gì cũng tới trơn á. Thôi mình nói chút xíu về con đường tình trường của mình đi quốc trị. Dạ cũng xin thưa là mình đã có gia đình và đã ly hôn được 3 năm. Mình có bé nào không Trị? Dạ có một bé trai năm nay được 4 tuổi mà vợ nuôi và ông bà ngoại nuôi. Tại sao có đứa con 4 tuổi dễ thương vậy mà sao phải? Mình là ở rể. Thì là do lúc ban đầu á thì nó khác như cái mình mường tượng. Em thực tế em là nghề là thú y. Em mới mở một cửa hàng ra, em vừa bán và em vừa điều trị. Mẹ vợ thì lại là chăn nuôi lâu năm.
Nên là mẹ cũng biết, nhưng mà mình là theo cái hướng công nghiệp. Tại vì mình thường quản lý chạy heo 200 nái, nhiều kỹ thuật lắm, nhưng mẹ không hiểu. Mà khách hàng là mua hàng thì mẹ kêu là sử dụng thuốc của mẹ, đừng có sử dụng thuốc đó. Trước mặt khách hàng thì mình đâu có tiếng nói với khách hàng được nữa. Thì thành ra dài thì mình tâm sự với vợ, thì vợ có nhiều học với mẹ. Thì mình là hy sinh ở nhà rồi, sáng con ăn cơm nước nhà cửa, vợ đi dạy về. Con thì lúc đó chưa được một tuổi thì thấy mẹ nó rất là mừng. Vợ mới nói là tôi đi dạy về mệt, ông không biết chữ con nữa hả? Vợ nói với mẹ, thôi con thôi anh đó, rồi em xách đồ đi về. Dạ. Chia tay đơn giản vậy đó hả? Dạ. Bạn nữ giới thiệu về mình chút xíu, hoàn cảnh của mình là như thế nào? Hiện tại thì con có một bé trai 4 tuổi. Ồ vậy hả? Dạ. Bọn con chia tay khi con của con khoảng hơn 5 tháng. Là mình đang nuôi con luôn. Cháu thì vẫn ở dưới quê với bà ngoại. Thì thỉnh thoảng thì khoảng 2 tháng đến 3 tháng thì con sẽ về thăm bé một lần. Lý do tại sao mình chia tay? Con là một cô gái nông thôn thì cũng thuần nông lắm. Khi mà bước chân vào Sài Gòn để làm, học tập và sinh sống ở đây thì cái rung động đầu đời của mình đó cô. Lúc đó mới 18 tuổi đúng không? Với lại một phần là vì con cũng hơi thiếu thốn tình cảm gia đình. Khi sống ở xa thì cái rung động đó thì nó hơi là gọi là non nớt. Có thai thì cũng về để hai gia đình cưới sinh. Ảnh là người miền Bắc, còn con là người miền gốc là miền Trung. Cho nên là hai cái phong tục nó khác nhau, thành ra bọn con cũng không cưới nhau được. Thì bọn con vẫn sinh em bé, ba mẹ con vẫn chấp nhận. Thì sinh em bé xong khoảng hơn 5 tháng thì ảnh quen người khác rồi bọn con chia tay. Có nghĩa là ảnh phản bội. Dạ. Ôi, nghe chuyện hai người buồn quá, bây giờ thôi mình xí xóa đi ha. Bây giờ mình đã lỡ một chuyến đò như vậy, mặc dù chưa kết hôn có con rồi, mình gặp bên đây cũng lỡ chuyến đò nữa thì mình có chấp nhận được không? Thì con nghĩ cái chuyện đó nó cũng không có gì là quá khó khăn cả. Còn bạn trai? Em cũng muốn là tìm một người có cái hoàn cảnh như mình để dễ dàng chia sẻ và hiểu nhau hơn. Tại vì mình đã trải qua rồi, bạn cũng trải qua rồi, thì việc gì đi nữa, khó khăn hoặc khuyết điểm này kia, mình cũng dễ phả lấp vào nhau hơn. Bạn nam muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Đơn giản là em chỉ biết người phụ nữ là xem gia đình là số 1 là được rồi. Có chiều cao rồi hay là nước da hay tính tình thế nào? Em thì chiều cao em thì cũng có giới hạn. Bởi vì em cũng không có mong bạn nữ cao hơn mình. Tại vì nam mà em thấy đứng thấp hơn nữ cảm giác hơi bị kỳ. Thật ra cũng chẳng có gì kỳ hết, ăn thua là mình yêu thương nhau thôi. Chồng thấp vợ cao cũng nhiều lắm, em không lo gì đó. Bạn nữ thì mình đặt ra cái tiêu chuẩn tìm một người như thế nào? Con thì con muốn tìm một người đàn ông thương yêu gia đình và biết cách đối xử với gia đình hai bên. Và điều đặc biệt là tôn trọng lẫn nhau. Nếu bây giờ tiến tới hôn nhân nữa, em có tính đẻ con nữa không? Có thể thêm là một đứa nữa. Xin chào chú. Chào con. Bây giờ nếu như bạn nam ở Đồng Tháp muốn đưa về vợ về dưới luôn, làm ăn ở dưới, sinh sống dưới, con thấy được không? Con nghĩ cũng được, tại vì mẹ con dạy con là thuyền theo lái, gái theo chồng. Thì xác định để yêu thương một người nào đó thì con nghĩ là về quê ảnh sống hoặc làm dâu, con nghĩ cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Vấn đề gì? Thôi. Dạ. Con có yêu cầu gì không? Con mong rằng là cái người con sẽ kết hôn sẽ là một người không phải gia trưởng, yêu thương con và cả con trai của con và bản thân con cũng vậy. Không có thích tật xấu gì của người đàn ông? Nhậu nhẹt mà hút thuốc sa đà. Chú hỏi lại coi nha. Dạ. Sao? Phúc chị? Dạ. Có hút thuốc uống rượu gì không? Dạ, hồi xưa từng thề với cha là không rồi nhậu không hút thuốc, nhưng mà không nhậu không được. Tại hiện tại em cũng làm việc thị trường thì sẽ nhậu, nhưng mà nhậu được cái mình biết kiềm chế. Cô gái có yêu cầu là thương mẹ, thương con trai cô gái luôn? Em sẵn sàng, em mong được ấy, tại vì con em thì chắc chắn em không có nuôi được rồi. Con bà ngoại thương con quá, em quan tâm cũng khó khăn nữa, nên em cũng muốn mong là đem con về nuôi tốt nữa, mà nhưng mà cũng ráng sinh thêm một đứa nữa. Khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ em thì sớm tốt, tại vì em bị áp lực mấy cửa hàng quá, nói mày mà không có vợ tao không lấy hàng mày nữa. Kỳ vậy. Nhưng mà bạn gái mà đi theo em về rồi còn đem con về nữa thì em kinh tế em có lo đủ cho bạn nổi không? Dạ đủ, em bảo đảm là đủ. Mà em đặc biệt cũng hiểu cái ở rể và em cũng hiểu về cái làm dâu, bởi vì em sẽ hứa là không cần làm dâu. Em tính rồi, tự em mua miếng đất, em tự em cắt cái nhà xong em mới tính tới chuyện gia đình. Chuẩn bị cái bước đó tới đâu? Dạ rồi? Chỉ cần là ngày mai em đi về em coi miếng đất rồi cái nếu được lại mua đất em cắt nhà luôn. Rồi tốt quá. Nếu như bây giờ mà đem bạn gái về thì em có cho bạn gái đi làm để kiếm tiền phụ em không, hay là bắt bạn gái phải ở nhà nội trợ nuôi con? Dạ không, bạn ấy thích đi làm, đi làm có nghề tóc thì mở muốn tiệm tóc. Mở thì mở tiệm tóc. Vậy là tốt quá. Bạn nữ bên đây thì rất là dễ thương, chị sẽ cố gắng nha, em cũng phải cố gắng nha. Dạ rồi, mình hỏi ý kiến người thân coi họ góp ý thế nào nha. Em đi với ai? Dạ ngay em kết nghĩa đăng ký toàn diện chương trình cho em.
Em kết nghĩa hả? Dạ. Con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Chào em. Con là em của anh Trị, thân như là anh em ruột trong gia đình. Thấy cái quan điểm của chị với quan điểm của anh là khá là giống nhau. Theo nhìn chung về hướng tương lai xa là có thể đi đến với nhau được. Cảm ơn em. Mình có bạn đi với... nữ đi với ai? Dạ có, con đi với bạn thân của con. Rồi, bạn thân rồi, luôn. Bạn thân luôn. Con chào cô Cát Tường. Rồi, chào con. Con chào chú Hoàng Linh. Em có một câu hỏi vui đối với anh là anh nói là anh không có thích là bạn gái cao, tại vì mình là con trai mà mình đứng thấp hơn thì cũng kỳ. Vậy nếu như mà bạn của em thật sự là cao hơn anh thì anh tính sao? Cái ngoại hình thì trước mắt thì mình nói như vậy, nhưng mà thực tế á, mình cảm thông, mình hiểu nhau được, nó mới là cái suốt đời và lâu dài được. Trai rất là chín chắn. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng hai bạn nên gặp nhau đi. Rồi, các bạn có thể trò chuyện với nhau. Chào anh. Okay. Em muốn hỏi anh một câu. Tại vì ngày xưa em quen người đó, ước mơ của em là con đường học hành của em bị bỏ dở. Nếu như sau này anh quen em vẫn tiếp tục con đường học hành thì anh nghĩ thế nào? Nếu học nghề thì chắc tất nhiên không luôn. Không học nghề, học lên đại học ạ. Đã chấp nhận, học càng cao càng tốt. Mà quan trọng mình học ra để là mình nghĩ, nếu mà mình nghĩ về gia đình, mình nghĩ về kinh tế, mình nghĩ về con cái thì vấn đề đó là ok. Chứ mình đừng có nghĩ học lên và mình bay xa quá thì cái đó nó lại khác nữa rồi. Nhưng mà cái gì thì cái em vẫn đặt tình cảm lên là hàng đầu. Anh cũng vậy, anh cũng đặt tình cảm lên hàng đầu. Với bánh anh là đối với phụ nữ thích gì anh chiều đó, giống như đi mua sắm. Anh không thích cái áo đó hiện tại nhưng em thích rồi, em mua, anh vẫn nói áo đẹp nhưng mà về anh mới nói là anh thấy cái áo đó này kia, chứ là ưu tiên cho phụ nữ hết. Hay quá. Nếu vậy thì tại sao anh không góp ý luôn lúc đó mà phải để về nhà? Lúc đó mình đã thích rồi vậy mà, nếu mà nói không thích rồi thành ra em cũng không vui. Thì mua cái món đồ đó anh không thích thì nếu anh thương em, lộn, em thương anh thì em ít mặt một cái tí. Vẫn mặt nhưng mà ít mặt một tí. Nếu như mà em có quà mà em quên tặng phụ nữ thì em có ân hận không? Dạ. Cảm ơn anh. Ý nghĩa món quà em mở được không ạ? Được. Cái món quà này là 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân năm vừa rồi á. Dạ. Là anh đừng có nói với em là món quà này anh tặng. Không 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 không, thấy đẹp quá mà ngay lễ tình nhân nữa mua để dành, nào có bạn gái mới tặng. Nói chung người này lo xa lắm em. Dạ dạ anh lo xa. Thấy cái gì được ý nghĩa là mua cất đó, còn tặng ai chưa biết. Dạ. Rồi bây giờ mở ra xem. Em mở nhá. Nếu cái đó nó sẽ thiếu một món nữa thì nếu mà lâu dài hơn thì nó sẽ trọn bộ. Rồi, cảm ơn anh. Mà ghi truyền ạ. Rất là đẹp ạ. Vì hy vọng món quà này em sẽ nhận được cái phần còn lại em đeo vô người. Buổi đầu tiên hẹn hò. Buổi đầu tiên gặp mặt đó thì bạn sẽ bố trí như thế nào? Trên Sài Gòn thực tế chọn điểm khó quá. Bạn gái chỉ chỗ nha. Mình mong là như vậy. Là hẹn tối nay thì em chỉ chỗ, mọi thứ là ai lo? Không, đối với em đi với phụ nữ bất cứ giá nào nha là em phải lo. Hay, cái này hay. Đặt tay vào nút bấm, suy nghĩ thật kỹ. Đây là giờ phút rất là quan trọng, rất là thiêng liêng. 1 2 3. Hết thời gian. Rất là chân thành. Được rồi, nắm tay đi. Con hơi chậm trong việc bấm nút. Dạ. Chú lo cho em chú. Con cảm nhận anh ấy có một người chân thành. Cho nên là con định bấm nút. Hôn bạn gái kia đi bạn. Nhón lên chút. Em thấy nắm tay là em bị hấp hơn rồi. Không sao đâu mà. Dễ thương mà. Chúng tôi gửi một những chiếc vé xem phim của hệ thống chiếu phim 212 Lý Chiến Thắng và một chiếc thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản như CB trị giá 1.000.000 đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelance. Và đây, hạnh phúc nhân đôi nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân sẽ nhận được một phần quà, đó chính là một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại áo cưới Milan. Dạ, cảm ơn cô chú ạ. Cố gắng lên nha. Rồi, báo tin vui sớm nha. Dạ.